Hi guys, welcome back to my channel. I know it's been a long time that I haven't been to my YouTube channel. I've been out of country doing a pageant competition, so a lot of that gonna be on a later video. But today we're actually gonna go in and do a reaction for one of the episodes. Today we're doing episode 4. I'm gonna do episode 1 later on, so if you go check the link right down below, I'm gonna show you all the episodes I'm gonna do a review for. But today we're gonna do Miss International Queen Vietnam. So it's kind of a pageant in Vietnam, and here we have a guest, Dean Chun. So she also one of the contestants for Miss International Queen this year. So we are both top 68 contestants. Yeah. And then we're gonna do a review today. Mm-hmm. I'm gonna let Dean Chun introduce herself. Hi guys, my name is Dean Chun. I'm top 68 of Miss International Queen Vietnam 2023. And today we're gonna reaction episode 4 of MIQ Vietnam. Mm-hmm. Okay, wait, let's start. Oh, Bella muốn nói trước, bữa nay Bella vẫn lại tiên mặc áo màu xanh because judges là ban giám khảo là mặc màu xanh, là bữa nay là tiên với lại Bella là không có phải là contestant, giống như là thí sinh ở trong MIQ nữa, bữa nay chơi làm ban giám khảo nên hai người mặc áo xanh. Tiên Trường làm hương gian. Còn Bella sẽ làm dược sĩ Tiến. Là cái gì Bella với lại Thiên nói bữa nay là chỉ cho vui thôi, không có phải là judge trong chị em trong MIQ. Hai người lúc chúng rất là thân với lại hết tất cả thí sinh trong này. Cái này là Bella với lại Thiên là giống như là chơi vui cho chị của mình thôi nha. Đừng mong, có... mong mọi người sẽ enjoy cái video này. Yeah, enjoy đừng có lẫy nha. Yeah. Nhạc năm nay nó sắc dễ sợ luôn á trời. Game on. Đang chờ show là gì? Ready for the show. Ủa hôm bữa mấy cái tập mà trước chị coi hết rồi con. À hả. Chuyện tiền Thủy Tiên. Chị tờ hơi nhiều nha. Và ngày hôm nay chúng ta chị tờ cà da nhiều quá. Càng ngày nó càng đau. Trước chúng ta đã đến với những kỹ năng như chụp hình, catwalk là hai kỹ năng vô cùng quan trọng trong các cuộc thi nhan sắc. Lần này chúng ta sẽ đến với các kỹ năng cũng quan trọng không kém. Đó chính là kỹ năng phỏng vấn và hùng biện. Và bây giờ xin nhường lớp học lại cho chuyên gia đào tạo Hoàng Thì. Chúc các bạn học thật tốt và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Cái này là dự án cộng đồng. Tại Bella không có được vô cho cái dự án cộng đồng là trước khi show này lên, màn này cái tập 4 lên là Bella cũng ra một cái dự án của mình, hay là cho mở tại gia đình của Bella là có một cái homestay ở Đà Lạt. Oh, cái okay, Bella... hôm bữa chị post lên Instagram hả? Dạ. Yeah. Oh. Yeah, gia đình của Bella có một cái homestay ở Đà Lạt là In the Pine Homestay, là sau đó Bella bắt đầu muốn mở mỗi thứ năm âm lịch là sẽ có một bếp ăn không đồng cho hết tất cả mọi người. Là bây giờ bắt đầu từ năm nay tới nguyên cuối năm là In the Pine Việt Nam Đà Lạt sẽ mở bếp không đồng cho hết tất cả mọi người cho ngày thứ năm âm lịch. Yeah. Yeah. Ý nghĩa dạng ý nghĩa nha. Và bây giờ có nhiều hơn nữa nhưng mà cái đó là bắt đầu. Để chưa mình trước cái đó thôi rồi. Yeah. Sau này mình sẽ có thêm nhiều dạng cho cộng đồng hơn nữa. Yeah. Trong interview thì sẽ có hai phần. Một là các bạn sẽ được interview ở trong những cái porter treasure, những giám khảo tác phẩm muôn kín. Ví dụ trước mặt tôi là một cái dàn ban giám khảo đi chẳng hạn, và bạn Kim là những người mà đặt câu hỏi cho tôi.
khi chúng ta bắt đầu câu hỏi là chúng ta sẽ phải đứng đẹp và thoải mái nhất rồi, đúng không ạ? Bước vào câu trả lời thì chúng ta phải dành một giây để chúng ta hít thở và ổn định lại cái hơi thở của mình. Cái thứ hai là chúng ta phải nhìn vào cái người mà đã đặt câu hỏi cho mình. Sau đó có nhiều bạn sẽ nhìn một mình bạn Kim thôi, không để ý đến những người xung quanh, thì nó tạo cái cảm giác là không thân thiện và nó không có đúng. Bởi vì sao? Ở đây là 6 người ban giám khảo đang muốn nghe chúng ta nói, mà chúng ta chỉ tương tác với một mình vị giám khảo mà đặt câu hỏi cho mình, thì nó sẽ không có được thuyết phục và không có gây cái thiện cảm tốt cho tất cả mọi người. Thì theo tôi là tôi sẽ nhìn người đặt câu hỏi cho mình trước, sau đó thì tôi có thể nhìn sang phải. Tôi bắt đầu nhìn đến Miễn này, tôi bắt đầu nhìn Hân này, và tôi bắt đầu nhìn Đan, chứ tôi không có nhìn mãi một mình bạn Kim. Rồi cái thứ hai, vì khi mình nói mình phải suy nghĩ mà, nên mình sẽ hay bị liếc. Ngày trước tôi cũng là một người nói không tốt, nhưng tôi cũng phải tập rất là nhiều. Thì khi tôi nói, tôi sẽ cố gắng nhìn vào ánh mắt của một ai đó trong cái căn phòng để tôi lấy thông tin và tôi bình tĩnh ở đó, để tôi có một cái ánh nhìn nó cố định. Và nếu tôi cứ liếc qua bên này, liếc qua bên kia, thì thứ nhất, cái sự thiện cảm và cái sự tin tưởng nó bị mất đi của người đối diện. Cái thứ hai, tôi không có một cái điểm tựa để tôi lấy thông tin ở đâu hết. Rồi cái điều thứ ba mà tôi lưu ý đó là các bạn không nói quá dài. Cái câu trả lời của các bạn nên chỉ rơi vào khoảng 45 giây là đẹp. Có nhiều bạn khi mà tôi đi phỏng vấn, tôi hỏi một câu hỏi rất đơn giản thôi, các bạn kể cả một câu chuyện cuộc đời của các bạn, và tất cả các ban giám khảo cảm thấy rất là mệt mỏi và không muốn hỏi câu tiếp theo nữa. Cái điều thứ tư mà tôi muốn lưu ý trong cái phần phỏng vấn kín là các bạn phải có một sự tự nhiên. Phỏng vấn kín nó hơi khác so với phỏng vấn ở trên sân khấu, bởi vì phỏng vấn kín đạp mình nhìn nay bắt đầu mệt rồi. Thì nên tạo này ngày thứ ba thứ tư rồi đúng không? Một ngày liên tiếp cũng là mấy cái này là quay mấy ngày liên tiếp luôn á. Thì chúng ta cần nghiêm túc hơn một chút xíu. Ai cũng buồn ngủ hết rồi. Cái sự tự nhiên của mình. Cái điều thứ năm mà trong phỏng vấn kín vô cùng quan trọng là cái thần thái của các bạn. Khi các bạn bước vào thì các bạn sẽ không tránh khỏi cái sự run sợ. Bởi vì sao? Những cái người mà người ta đang chấm điểm mình, người ta ngồi sát mình luôn, mình rất là sợ, thì mình phải giữ được cái bình tĩnh của mình. Thứ hai là sẽ là phần phỏng vấn ở trên sân khấu. Phần phỏng vấn ở trên sân khấu thì thông thường là sẽ top 5, top 3 sẽ được phỏng vấn. Tôi thấy một số cái khuyết điểm khi các bạn đứng trên sân khấu mà tôi nghĩ là các bạn beauty queen không nên lặp lại cái điều đó. Là thứ nhất là khi chúng ta đứng thì chúng ta sẽ có cái mic. Thì chúng ta trước tiên phải đứng sát cái mic. Có nhiều bạn đứng rất xa. Khi chúng ta đứng sát thì âm thanh của chúng ta sẽ thu rất là rõ và chúng ta không cần nói to. Cái thứ hai là khi bạn đứng xa quá thì bạn phải với tới. Khi bạn với tới là bạn đã mất cái cột hơi của bạn. Khi camera họ quay tôi, nếu tôi đứng như thế này, mặt tôi rất là xấu. Nhưng tôi đứng thẳng, tôi đứng sát thì mặt tôi rất là đẹp, đúng không ạ? Cái cách đứng của các bạn ở trên sân khấu vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái câu trả lời của các bạn rất là nhiều. Cái khuyết điểm thứ hai mà các bạn đứng trên sân khấu là các bạn bị rối bởi âm thanh. Bởi vì có nhiều cuộc thi có cả hàng ngàn, 10.000, hàng 20.000 khán giả. Âm thanh ở sân khấu nó rất là ồn. Bạn không thể nghe được bất kỳ một cái gì hết, thậm chí bạn bị ù tai. Có nhiều bạn cố gắng nói quá là to. Tôi phải đến đây, tôi phải chiến đấu, tôi phải chiến thắng, tôi phải đứng lên. Nói như vậy nó làm cho khán giả bị ngợp và bạn bị mệt. Khi bạn ở trong một cái môi trường quá ồn như vậy thì bạn phải nói từ từ, chậm rãi, và cái tôn giọng của bạn thấp thì nó mới truyền cảm được. Những cái phần cao mình chỉ cần nhấn vào một số từ mang cái tính quyết liệt hoặc cái tính mạnh mẽ ở trong cái câu trả lời của mình thôi. Cái điều tiếp theo đó chính là khi các bạn đọc câu hỏi, các bạn phải cố nhớ được cái câu khi và cố gắng nhắc lại cái câu khi đó 1-2 lần trong câu trả lời của mình, để mình không quên ý và mình phải bám vào cái câu khi đó. Mình cảm thấy mọi thứ nó rất là mới lạ với mình, và cũng như là những cái kiến thức mà chị Thùy chia sẻ thì nó rất là quan trọng và nó cũng giúp đỡ rất là nhiều cho bản thân mình ở trong chặng đường sắp tới nữa. Mấy cái này trước khi em đi thi em cũng đi học, chồng em cũng cho đăng ký đi học interview đó. Các bạn cái bộ đề của Mia Academy, trước tiên chúng ta học đó là chúng ta phải phân loại được dạng câu hỏi đó là dạng câu hỏi gì. Thì trong các cái phần interview á, nó chung quy chị đúc kết ra thì nó sẽ có 5 dạng câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là những cái câu hỏi về cá nhân và góc độ quan điểm cá nhân. Dạng thứ hai là sẽ dạng câu hỏi tranh luận. Dạng câu hỏi thứ ba là dạng câu hỏi có từ khóa. Dạng câu hỏi thứ tư là dạng câu hỏi nguyên nhân, kết quả và giải pháp. Dạng câu hỏi thứ năm là dạng câu hỏi định nghĩa. Thì bây giờ 12 cái câu hỏi đó chị liệt kê trên đó là những cái câu hỏi bình thường thôi. Bây giờ các em phân loại là đánh cái số vào.
Rồi, dừng bút đi em ơi. Một bạn đọc câu hỏi số 1 lên cho chị nào. Dạ thưa chị, câu số 1 là Are you more of a thinker, a dreamer or a doer and why? Thì em đánh dấu cái câu này là câu nghiêng về quan điểm cá nhân. Ok, tốt, good, đúng. Rồi, câu thứ 2. Câu thứ 2 là Do you believe in abortion? Em nghĩ cái này là tranh luận. Ok, đúng. The question number 4. What would you say is the biggest problem facing our educational system today and why? Em nghĩ đây là cái câu hỏi về nguyên nhân, kết quả và giải pháp nha chị. Vẫn thiếu à? Nó có chữ biggest. Biggest là lớn nhất. Họ chỉ cần một cái là biggest mà. Dạ là có thêm là cái từ khóa quan trọng đúng không chị? Đúng rồi. Số 3, số 4 ha. Yeah. Ví dụ nếu mình bỏ qua cái chữ biggest này là mình đi vòng vòng này. Mình cho nó 5-6 lý do, 7-8 lý do là sai rồi. Ok chưa? Mentor bèo lại. Còn dạy nhiều hơn nữa thì chắc phải đến lớp chị. Ok, cảm ơn các bạn và chị hy vọng là các cái phần thuyết trình, câu hỏi phỏng vấn ngày hôm nay sẽ giúp các bạn cho các phần thi sắp tới. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn thí sinh đầu tiên. Xin mời bạn Nguyễn Tường San. Xin 18 tuổi. Phong trào sống nhỏ nhất, nhỏ nhất, nhỏ nhất đang được ưa chuộng trên toàn thế giới. Theo bạn, như thế nào là sống xanh bền vững và làm thế nào để có thể thực hiện điều đó? Tôi nghĩ rằng sống xanh bền vững là các bạn phải cần có ý thức sống xanh từ chính các thập bạn ba. Để ý những hành động nhỏ nhất để có thể lan tỏa. Em nghĩ thập ba là có mỉm trần với đang tiên, mỉm trần đang tiên bé là sống xanh tốt xanh. Đẹp hơn. Xin cảm ơn. Nhưng mà ba cái nét nó đang gần gần giống nhau. Nha, nhưng mà cái đó là hình dạng thích nét nó chạy hơn nhiều. Câu hỏi dành cho bạn là hoàn cảnh quyết định cuộc sống. Bạn nghĩ gì về quan điểm này? Là một người sinh ra tại một vùng quê chưa phát triển, việc hoàn cảnh quyết định cuộc sống là một điều hoàn toàn đúng. Từ khi sinh ra và lớn lên với những cái điều kiện không có, tôi đã có một cuộc sống không được đầy đủ như tất cả mọi người. Tuy nhiên, bằng ý chí cũng như nỗ lực của mình thì tôi đã vươn lên và cố gắng từng ngày, sẵn sàng với tất cả những gì đến với tôi. Và tôi chấp nhận về điều đó. Cho dù hoàn cảnh có như thế nào, tôi vẫn cố gắng và phấn đấu hết mình. Bởi vì tôi tin giá trị của bản thân và giá trị của những điều mà tôi đang làm ra. Xin cảm ơn. Thí sinh tiếp theo, Miễn Trần. Câu hỏi của em như sau. Thật quá đẹp quá mẹ. Cố gắng làm việc và kiếm tiền nhiều nhất có thể khi còn trẻ, hay cân bằng giữa việc làm việc và hưởng thụ? Em cảm ơn câu hỏi của chị Hoàng Thùy ạ. Theo ý kiến cá nhân của em, mình nên tận dụng cái thời gian và sức khỏe của mình để có thể làm và kiếm tiền, trong khi khả năng còn có thể cho đến một lúc nào đó thì mình có thể tận hưởng cái thành tựu mà mình đã từng gây dựng nên. Dạ, em cảm ơn ạ. Hơi ngắn nha. Hơi ngắn. Một sao chị trả lời có 15 giây ạ? Ừ. Cảm ơn em. Xin mời bạn tiếp theo, Nguyễn Hà Diệu Thảo. Câu hỏi của bạn như sau. Theo bạn, bảo vệ môi trường rừng cần thiết hay phát triển công nghiệp để tăng cường kinh tế là cần thiết hơn? Xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Sao không đứng sức vô cái mic mà đứng gì cả, cái mic vào bên thảo cao quá. Cùng một lúc để có thể hoàn thành và thử thách nó. Dạ mà, hơi. Em biết rằng trong một xã hội cần phải phát triển thì chúng ta cần phải nâng cao về các công nghệ hơn nữa để có thể làm cho đất nước của mình ngày càng phát triển hơn. Nhưng đồng thời đối với những vấn đề đó thì chúng ta cần phải có những cách để có thể bảo vệ rừng, bởi vì rừng là một trong những nguồn tài sản rất là quý giá và nó sẽ là nơi mà để tạo ra oxy cũng như là tạo ra bầu không khí trong lành cho tất cả chúng ta. Vậy nên khi một xã hội phát triển thì dĩ nhiên chúng ta cần phải có những biện pháp để bảo vệ môi trường. Và đó chính là một trong những thứ mà em cần phải nêu ra ở đây. Và chúng ta có rất là nhiều cách để có thể bảo vệ môi trường: tiết kiệm giấy, tiết kiệm điện và rất nhiều những hoạt động khác. Và em mong rằng những tiếng nói ngày hôm nay của em sẽ là một trong những thứ có thể tác động đến với tất cả mọi người, rằng là khi chúng ta phát triển hơn nữa, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng cần phải bảo vệ môi trường là một trong những thứ rất là tất yếu. Xin cảm ơn. Diệp Thảo với An Nhi, hai người đó là nói nước mic. Câu hỏi của bạn như sau. Bạn sẽ nhắn gửi gì cho bản thân 10 năm sau? Em chào. Cảm ơn chị Hoàng Thùy, một câu hỏi rất là hay. Với bản thân của em, 10 năm trước em đã... chết rồi. 10 năm sau. Em xin có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Đối với em 10 năm sau, em muốn nhắn gửi đến chính bản thân của mình là mày hãy luôn là chính bản thân của mình nhé, Khiết Anh. Và em xin hết ạ. Ủa? Tại sao Khiết Anh có thể trả lời được như vậy? Bởi vì cái câu hỏi của Khiết Anh
trong tất cả các câu hỏi trước đó thì đây là câu hỏi rất là dễ. Ngắm quá nha. Uổng vậy bé ơi, sao bị rung quá hả? Rung quá. Trời ơi, tự nhiên. Khi mà mình cho thì mình hãy cho bằng thiện dễ thương nè. Chứ đừng vì một hành động hay là làm màu gì hết mà làm cho người khác hiểu nhầm cái cách mà mình cho người khác. Khi mà chúng ta muốn bắt đầu một công việc thì bản thân chúng ta phải là những người ưu tú trước đã. Khi chúng ta xác định được rằng mình sẽ làm việc gì và chúng ta định hướng cho tương lai của mình sẽ phát triển ở đâu thì chúng ta sẽ biết trau dồi bản thân của mình và học hỏi mỗi ngày để phù hợp với những tiêu chí cũng như là có thể phát triển giúp cho nhà tuyển dụng trở nên phát triển hơn trong tương lai. Đọc sách rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta vì khi ta đọc càng nhiều sách thì ta càng hiểu được nhiều vấn đề. Chị Kim nói sao bị lố giờ. Hiểu sâu xa hơn và khi mình ra đời thì những cái học hỏi trong sách nó có thể áp dụng vào trong đời sống hiện tại của mình. Em nghĩ là với sự cố gắng của LGBT và người chuyển giới hiện nay luôn cống hiến cho xã hội, em nghĩ là trong chúng ta đều chấp nhận điều đó và sẽ cảm thấy là công bằng đối với mọi người vì là ai cũng đã cố gắng. Để có một vẻ đẹp hoàn mỹ thì mình cần phải có một trái tim và một vẻ đẹp đến từ đạo đức. Và đối với em, tốt gỗ hơn tốt nước sơn luôn luôn là kim chỉ nam để em luôn có cách đối nhân xử thế với tất cả mọi người. Em không lợi dụng cái vẻ đẹp của mình để lợi dụng một điều gì cả, nhưng mà em đối xử với tất cả mọi người bằng sự chân thành nhất, bằng những gì tốt nhất và những gì đạo đức nhất em có được để tất cả mọi người có thể yêu mến và ủng hộ em. Cảm ơn em. Và tiếp theo, Trần Huy Hoàng. Trần Huy Hoàng thì chắc nút mic nè. Như sau, nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, bạn sẽ chọn điều gì? Em xin phép được trả lời song ngữ ạ. Thảo Nhi Lê. Hoa hậu Việt Kiều. Bởi vì sự nghiệp sẽ giúp em phát triển về tư duy, về bản lĩnh và đặc biệt hơn cả đó chính là cải thiện về đời sống về vật chất của em. Còn về tình yêu sẽ giúp em có thể cải thiện về đời sống về tinh thần để giúp em có một trái tim khỏe, một tinh thần đủ ấm áp và đặc biệt hơn cả đó chính là khi em cảm nhận được tình yêu thương, em sẽ có một nguồn gốc để có thể lan tỏa được tình yêu thương của mình đến với nhiều người xung quanh hơn. To me, I think as a youth and a young generation, I want to balance between my career and my path and my passion in love. Because I do believe that wow. To concentrate on my career can help me to improve my life and help me to have more way to make myself a better version than yesterday. And in being able to receive the love and be show my passions to love can help me in my wow, nhớ được hay vậy trời. Nói dài lắm luôn á, nói câu tiếng Việt rất là dài mà nhớ được hay. More in themselves and spread all of the positive meanings in the society. Thank you. Wow, Huy Hoàng. Game on. Thí sinh tiếp theo, Nguyễn Vũ Hà Anh. Nguyễn Vũ Hà này cũng giỏi, Nguyễn Vũ Hà anh làm trong trong đài đấy. Và câu hỏi dành cho bạn. Ở một địa điểm có khu vực vệ sinh cho nữ, vệ sinh cho nam và khu vực riêng dành cho người chuyển giới, bạn sẽ chọn khu vực nào? Cả hai. Đối với bản thân em là một người chuyển giới và em cảm nhận bản thân mình là một người nữ, cho nên em sẽ lựa chọn nhà vệ sinh của mình là nhà vệ sinh nữ. Vì khi mà bản thân em đã lựa chọn giới tính của mình là nữ thì em cảm thấy nhà vệ sinh nữ là nơi mà em cảm thấy thoải mái nhất và tự tin nhất. Và em nghĩ rằng không chỉ em mà tất cả các bạn người chuyển giới khác cũng sẽ muốn vào những phòng vệ sinh mà mình cảm thấy thoải mái và tự tin nhất. Và em bổ sung thêm một ý nữa là nhà vệ sinh dành riêng cho người chuyển giới sẽ không phù hợp. Nó sẽ gây ra một sự kỳ thị từ mọi người xung quanh khi nhìn vào. Khi một người bước vào một cái nhà vệ sinh dành cho người chuyển giới thì tất cả mọi người xung quanh nhìn vào sẽ biết rằng là bạn ý là một người chuyển giới và không phải người chuyển giới nào cũng muốn người khác biết mình là một người chuyển giới. Em xin cảm ơn. Dạ, cũng đúng. Ý này cũng đúng. Nhiều người ta muốn giấu, người ta đâu có muốn come out ra đâu. Câu hỏi của em như sau. Để đi tới vạch đích có hai cách. Đường thẳng tốn ít thời gian hơn nhưng khó đi hơn, gặp tình hơn, dễ vấp ngã hơn, dễ tổn thương hơn. Đường vòng an toàn hơn, dễ bước đi hơn nhưng tốn gấp đôi thời gian. Bạn chọn cung đường nào, vì sao? Em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Em xin chọn đáp án là đường vòng. Bản thân em là một người có số phát điểm không có gì cả. Và em luôn cố gắng từng ngày một làm từng việc nhỏ để ngày hôm nay có thể làm được những việc lớn hơn. Em chọn đường vòng, tức là em muốn bản thân mình có được nhiều thời gian hơn, có được nhiều trải nghiệm hơn, để thế giới quan của mình được mở rộng nhiều hơn. Và khi mà em đến được vạch đích, em đã là một người có rất là nhiều kinh nghiệm.
hơn là một quãng đường ngắn mà em học được rất ít. Em xin cảm ơn. Xin mời bạn tiếp theo, Nguyễn Trang Nhung. Và sau đây là câu hỏi của bạn. Theo góc nhìn cá nhân, bạn có bao giờ cho rằng cuộc sống của người khác dễ dàng hơn bản thân của mình hay không? Theo góc nhìn cá nhân của mình thì cuộc sống cũng không ai dễ dàng cả. Bản thân mình cũng vậy, cuộc sống của mình đã trải qua muôn vàn khó khăn. Và mình cũng biết rằng là vị trí của người khác thì họ cũng trải qua nhiều khó khăn khác. Ở góc độ của mỗi người thì mỗi người sẽ có một cái góc nhìn nhận và cái độ cảm nhận của người khác nhau. Tuy nhiên là mình nhìn vào vấn đề đấy tích cực hay là tiêu cực là do sự lựa chọn bản thân mình. Và bản thân Nguyễn Trang Nhung đã chọn nhìn tất cả vấn đề một cách tích cực để phát triển và lấy đó làm động lực để mình càng ngày càng phát triển được như ngày hôm nay. Mình xin cảm ơn. Ủa, hết hồn. Lúc mà bạn trả lời á, bạn trả lời rất là nhanh và giống như là câu hỏi hỏi như nào bạn trả lời y chang vậy. Bạn trả lời bạn chưa có nói rõ được là cái sự nhắn gửi nó có ý nghĩa gì, mang cái thông điệp gì. Có một bạn thì tôi thấy là trả lời rất là tốt nhưng mà tôi không thích là bạn trả lời song ngữ. Khi bạn trả lời song ngữ bạn bị mất thời gian. Hai câu trả lời từ tiếng Việt sang tiếng Anh nó hơi có lệch nhau. Khi tiếng Việt của bạn á thì bạn nêu ra được ý rất là hay nhưng bạn chưa có bài học. Nhưng mà tiếng Anh bạn nói tốt hơn. Bạn đưa ra được ý, bạn đưa ra được các luận cứ, luận điểm và bạn có bài học. Thì bạn nên lựa chọn một ngôn ngữ để bạn trả lời để cho nó sẽ phù hợp với cái tính chất của cuộc thi. Thứ hai là nó sẽ đủ giờ cho bạn. Đây có một phút thôi. I object. Và bây giờ chúng tôi sẽ công bố ba bạn thí sinh mà chúng tôi vẫn cho rằng xong thể hiện xuất sắc nhất. Nhưng mà nếu mà câu hỏi nó ngắn, câu trả lời ngắn lại thì ok. Nếu mà hai cái mỗi cái 30 giây thì nó vừa đủ một phút á, chứ đừng có bị dài quá. Nhưng mà tiếng Việt với tiếng Anh mỗi lần mà nó lệch ra hay là hai bên hay là chính đọc nó cũng, không có đúng nghĩa được. Cũng nghĩa có... với lại đúng giờ được đâu. Nhưng không Anh với tiếng Việt là nó dịch ra nó sẽ không bao giờ được mà xác nghĩa được hết. Trần Hồ Hà Đan. Và bạn số 3. Tớ bài chiến thắng hơn cái bàn phải. Si Sa Phạm. Wow. Bạn chiến thắng trong phần thử thách phụ lần này có mắc lỗi. Nhưng cái lỗi này có thể sửa được một cách rất là nhanh chóng. Xin chúc mừng. Song ngữ. Trần Huy Hoa. Wow. Xong ngữ. Xin chúc mừng thí sinh Trần Mai Ngô thắng. Bạn sẽ có rất là nhiều đặc quyền ưu tiên trong phần thử thách chính. Màu xanh giống Thiên Mai Ngô. Xin chào mọi huấn luyện viên, thử thách chính của chúng ta ngày hôm nay. Mỗi một đội sẽ trình bày một dự án cộng đồng để kêu gọi số vốn tới từ các nhà đầu tư của chương trình. Các nhà đầu tư sẽ quyết định rót vốn dựa trên cái tính khả thi cũng như là cái sự ý nghĩa của mỗi dự án cộng đồng mà các team chuẩn bị. Các bạn sẽ được chia cặp đấu, hai huấn luyện viên sẽ là một cặp đấu với nhau. Và team nào trong hai cặp có được số lượng rót vốn cao hơn sẽ là team bước vào vòng trong. Và ngay khi mà chúng ta tìm ra hai nhóm bước vào vòng trong thì đã cũng là lúc các bạn sẽ được vận dụng kỹ năng giao tiếp, đối đáp cũng như là vận dụng tư duy của mình qua vòng thi debate. Và với vòng thi này thì các bạn sẽ được chia làm hai nhóm ủng hộ hoặc phản đối. Sau đó chúng ta sẽ tìm ra team chiến thắng của ngày hôm nay sau vòng thi cuối cùng này. Và bạn thí sinh chiến thắng trong thử thách sáng hôm nay đến từ huấn luyện viên Mai Ngô, bạn Trần Huy Hoàng. Xin chào em và xin được chúc mừng em đã có được chiến thắng đầu tiên trong Miss International Quiz Việt Nam. Và ngày hôm nay thì xin chiến thắng thử thách tại lớp Masterclass sẽ có rất nhiều những đặc quyền. Đầu tiên em sẽ nhận được một gói thẩm mỹ từ Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Siam Thái Lan. Tiếp theo nữa, em sẽ có quyền được lựa chọn đối thủ của team mình trong cái trận battle lần này. Và tiếp theo là em sẽ có battle. Thể sắp xếp battle. Không biết là quyết định của em battle. Như thế nào. Team Mai Ngô sẽ đấu với team nào. Battle. Được sự tiến nè. Xin chào mừng các học viên đã đến với vòng thi chính của Miss International Việt Nam 2023. Và trong chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu những nhà đầu tư của chương trình, những người có thể sẽ góp vốn để các bạn thực hiện dự án cộng đồng hoàn chỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu nhà đầu tư, giám khảo Dược Sĩ Tiến. Bận đồ giống Dược Sĩ Tiến. Đó, vest này. Xin được trân trọng giới thiệu nhà đầu tư, MC Miss Charm Việt Nam 2023, Đặng Dương Thanh Thanh Huyền.
giọng chị Giang nói chuyện sao không có hơi luôn ha. Giọng chị Giang nói chuyện bị hết. Trước khi bước vào phần thi của mình thì như chúc tất cả các bạn và cũng như những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau thì như mong rằng là các bạn bây sẽ giờ là nhận đã được thật 5 ngày liên tiếp rồi ạ. Để cho dự án của mình có thể hoàn thiện nhất có thể. Và bây giờ thử thách bắt đầu. Vậy là cái phần này á, huấn luyện viên đâu có training đâu. Huấn luyện viên đâu có training chứ. Mình không có show, mình không có training. Chứ tại vì em thấy là... Xin chào ban giám khảo và các nhà đầu tư. Và sau đây em xin được trình bày dự án cộng đồng của team chúng em, team Red Flower. Dự án cộng đồng của chúng em mang tên Home Sweet Home, nhà là nơi để trở về. Và mong muốn của chúng em là có thể xây dựng và tạo lập nên một ngôi nhà dành riêng cho người chuyển giới. Ở đây mọi người sẽ có được những giám sát về y tế dành riêng cho phụ nữ chuyển giới, tạo công ăn việc làm, có thêm thu nhập để duy trì cuộc sống, có đầy đủ tinh thần và hạnh phúc. Đối tượng ở đây sẽ là những nhóm người chuyển giới đang ở độ tuổi mất dần khả năng lao động. Và thứ hai là những người đang không có định hướng trong nghề nghiệp. Cụ thể hơn là nhóm đối tượng những người chuyển giới từ 40 tuổi trở lên. Lý do tại sao mà chúng em chọn nhóm tuổi này? Vì những người chuyển giới đã can thiệp qua y khoa thì rất có thể sẽ yếu hơn những người bình thường và suy ra độ tuổi lao động cũng có thể giảm đi. Tuổi sắp tới rồi trời. Về công việc chúng em sẽ cân nhắc và chọn tâm cho mỗi người một công việc phù hợp dựa theo năng tuổi lực. Tuổi tác là con số không quan trọng mà mình còn khỏe là ok đúng không? Ví dụ như là mở hàng quán, bán hàng online, nhận gia công may vá và đính kết cho nhà thiết kế thì hiện nay team chúng em đã có đầu ra, đó là nhà thiết kế Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha. Em xin cảm ơn. Như cái cách mà em vừa chia sẻ thì chị đang thấy rằng là phần lớn là những người đấy họ không có việc làm hoặc không có thu nhập chứ không phải họ không có nhà. Thì chị đang e ngại rằng là cái việc mà mình hỗ trợ cho họ ấy, nó lại không đúng cái nhu cầu của họ. Thay vì cái việc đó thì mình hoàn toàn có thể chuyển hóa cái gói đầu tư này thành cái việc là tạo công ăn việc làm cho họ tại nhà của họ, có phải tốt hơn không? Tại vì là với cái ngân sách là 200 triệu thì cái việc duy trì cái dự án này nó cũng sẽ không phải là quá dài nếu như mình không có một cái định hướng rõ ràng. Dạ, em cảm ơn chị. Thì thật ra 100 triệu đó để làm một cái chỗ quán để cộng đồng tới để làm là những người chứ không có việc làm, không có đó làm là tới đó là chỉ cho người trong cộng đồng để làm trong đó trong quán cà phê quán ăn hay đó, không phải là chỗ làm mà chỉ là chỗ đi làm, không là chỗ ở. 200-300 nghìn thì em cũng mong muốn là các chị sẽ được về đó và mức lương của các chị cao hơn và cái nhu cầu sống của các chị sẽ ngày càng tốt hơn ạ. Và bây giờ sẽ đến phần trình bày của đội huấn luyện viên Quỳnh Châu. Các bạn có 10 phút để trình bày dự án của mình. 10 phút các bạn bắt đầu. Tập này dễ edit khủng luôn á. Và các quý đầu tư đang có mặt tại buổi thuyết trình ngày hôm máy nay. Máy tập kia cũng dài mà. Tiếng máy đỡ hơn này 2 tiếng rưỡi lần. Mảnh ghép cầu vồng. Với mục đích là hỗ trợ mua bảo hiểm y tế dành cho người chuyển giới. Đối tượng chính mà chúng em hướng tới đó chính là người chuyển giới nhiễm HIV, lớn tuổi và không có khả năng lao động. Như mọi người cũng biết thì người chuyển giới thì là người có thể hiện giới này, tâm lý, mọi thứ khác hoàn toàn so với giới tính sinh học khi sinh ra. Chính vì điều đấy mà chúng em gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trên thực tế, trên giấy tờ tùy thân của chúng em vẫn là giới tính nam và điều đó khiến cho bọn em khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Và rất nhiều bạn người chuyển giới nữ ngoài kia vì không có điều kiện về kinh tế nên các bạn đi đã sẵn sàng là không chi trả việc mua bảo hiểm y tế cho bản thân của mình ạ. Theo số liệu thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì vào năm 2021 tỷ lệ mắc ca HIV mới ở nhóm nam quan hệ đồng giới chiếm 76% và trong đó có 18% là người chuyển giới nữ mắc nhiễm HIV và bệnh giang mai, và trong số đó thì có tới 54% người chuyển giới nữ không có bảo hiểm y tế. Sau năm 2019 bắt buộc là phải có bảo hiểm y tế mới nhận được cái hỗ trợ 100%. Thì em tính trung bình chi phí để điều trị cho một ca HIV phát đồ 1 thì khoảng trung bình là 5 triệu cho một năm, nếu như là phát đồ 2 là 18 triệu cho một năm. Chính vì như vậy thì các bạn sẽ đỡ được một cái gánh nặng về kinh tế và các bạn sẽ an tâm để các bạn làm việc và cũng như là không phải bận lòng nhiều về vấn đề tài chính kinh tế để duy trì cái sức khỏe của mình. Với cái quỹ mảnh ghép cầu vồng này, với cái hộp ủng hộ này thì chúng em đã liên hệ được tổng cộng là 10 phòng khám và 10 nơi đã đồng ý sẵn sàng để đặt cái hộp quỹ này ở đây rồi ạ. Bài trình bày của nhóm em đến đây là hết ạ. Em xin cảm ơn ạ.
Hay, thiết thực, thực tế. Realist, nêu rõ chi tiết luôn. Người ta sẽ dễ hiểu hơn cái dự án của mình là gì. Anh gái phần thắng về cho team của mình. Thì anh có một cái gợi ý này, tụi em có thể đồng hành cùng với các đơn vị đang truyền thông cho Rep và Pep để cùng đồng hành với họ về cái chiến dịch này của tụi em, đi chung với chiến dịch màu truyền thông quảng bá cho các thành phố của họ. Thì anh nghĩ đó cũng sẽ là một cái hướng để giúp tụi em tiết kiệm được, bởi vì anh nghĩ là một hai cái tọa đàm của tụi em, nhưng nếu không có cái tâm nào dịch thì cũng căng thẳng hết. Stress me out. cái lúc mà chị vô nói chuyện cũng vậy hả? Xin chúc mừng hai đội đã hoàn thành xong phần trình bày dự án cộng đồng là kêu gọi vốn của mình. Thì ngay bây giờ xin phép được mời quyết định của nhà đầu tư Dược Sĩ Tiến á. Team của huấn luyện viên Đình Châu thì các bạn cũng có cái kế hoạch để mà mình kêu gọi, nhưng mà nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố hơn so với những cái mà mình có thể chủ động mình làm được, cho nên là anh sẽ quyết định anh đầu tư vào team Quỳnh Hoa. Tuy nhiên dự án của các bạn chưa đủ thuyết phục để anh đầu tư hoàn toàn theo con số mà các bạn kêu gọi, bởi vì cái số tiền đầu tư của anh sẽ quyết định cái chuyện thắng thua của các bạn, cho nên là anh chỉ tạm thời đầu tư ở mức 50 triệu. Và sau khi làm việc trực tiếp với các bạn về dự án này, nếu chúng ta có thể thống nhất một là cái nghề là tư thiện của nhà thì sẽ giải thiệt. Giống như mấy cái dự án của mấy mùa trước cũng là thiệt hết. Tôi sẽ đầu tư vào đội của huấn luyện viên Quỳnh Hoa 30 triệu cho dự án này. Là về sức khỏe đúng không? Cũng phải đẩy mạnh vào cái chuyện là có những cái buổi tọa đàm giống như là chị Giang nói, và Huyền sẵn sàng hỗ trợ các bạn làm host cho những cái buổi tọa đàm đó. Nên Huyền sẽ đầu tư vào dự án này của Quỳnh Châu với một cái mức khởi điểm là 50 triệu. 50 triệu, chúc mừng các bạn. Hay vậy. Và bây giờ nhà đầu tư Nguyễn Thu Trang, đầu tư của chị lúc này sẽ quyết định đội sẽ chiến thắng tại lượt thi đấu lần này. Nên là nếu chị có đầu tư vào đâu mà ai thắng thì cũng rất là xứng đáng. 100 triệu. Chị quyết định sẽ đầu tư cho team Quỳnh Châu. Team của Quỳnh Châu. Yeah! 2 triệu. Bao nhiêu? 20 triệu. 50 triệu. 50 triệu. Tuy nhiên cho Quỳnh Châu thắng. Khoan. Chị vẫn sẽ quyết định là sẽ đầu tư cho team của Quỳnh Hoa thêm một phần 30 triệu. Bây giờ để em phải nhắc chị là cái số tiền đầu tư nó sẽ quyết định đổi thắng. Thì bây giờ chị phải bình tĩnh nè. Cái số tiền quyết định đổi thắng. Bây giờ chị quá nhiều tiền. Cho chị hỏi như một lúc là lúc nãy như đầu tư cho đội nào. Không nhắc lại, để cho công bằng thì không nhắc lại. Không có ngồi tính toán được ai cho. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ chốt là mình sẽ đầu tư cho team của Quỳnh Châu là 70 triệu. Thì là hơn rồi. Quỳnh Hoa 30 triệu. Rồi Quỳnh Hoa thu rồi. Em cảm ơn chị ạ. Và chị quyết định sẽ dành một khoản đầu tư cho team của Quỳnh Hoa là 20 triệu. 100 triệu. 100 triệu vậy là Quỳnh Châu thắng hay là Quỳnh Hoa? Ví dụ như bây giờ nhà đầu tư 120. Được. Ok, đầu tư 50 triệu. Trời ơi, đấu giá hả? Đấu giá rồi. Làm không để người ta tới, người ta làm thôi. Là ai cũng vô làm được chứ. Không phải là chỉ có 10 người. Tại vì cái chuyện mà vừa ở vừa làm nó cũng khó lắm. Nếu mà làm chỗ làm á là nhiều người ta làm được. Chỗ ở á là phải chỉ có đó người. Và bây giờ đội huấn luyện viên Thủy Tiên sẽ bắt đầu thử thách của mình. Gì vậy trời? Tiểu phẩm hả? Tiểu phẩm hả? Nữa hả? Má à, má đứng đây chơi với mấy cô nha. Con đi làm cái tàu một lát rồi một hồi con quay lại con đó má. Gì vậy? Trời rồi chắc bỏ má luôn quá không? Ủa má. Cái trận đó phốc được diễn nha trời. Đi làm cái tàu để con quay nước ngoài. Má cứ đứng đây đợi con đi rồi một hồi con quay lại con đó má nha. Thôi bay đi. Là team ai vậy? Tiên Tiên Thủy Tiên. Và đây là một tình huống có thật đã xảy ra tại một mái ấm tình thương mang tên là Đức Ái, mà hiện nay em cảm thấy còn rất là nhiều hoàn cảnh giống như dì Năm. Từ đây chúng ta đặt lên một câu hỏi nghi vấn rằng liệu số phận của những người già lớn tuổi sẽ đi về đâu khi cuộc sống này còn quá nhiều điều khắc nghiệt, và chúng ta là những người trẻ, chúng ta có quyền chọn cách đứng nhìn hay là bắt tay vào hành động. Và chúng em chọn cách là hành động. Xin chào tất cả mọi người, xin chào ban giám khảo, team em thuộc team huấn luyện viên Thủy Tiên. Và hôm nay dự án nhân ái mà chúng em mang đến được mang tên Người Thương.
Xin mời ban giám khảo có thể xem qua cái đoạn clip về máy ấm. Dạ đưa người à, bà đi trong hai nước ngoài rồi. Bà chăm vú nuôi cho người ta phải không? Thôi nằm xuống đi, đỡ mệt bà. Nằm xuống. Vậy anh ăn cho nó có sữa. Mấy cái chỗ lúc hồi trước khi đi thi em đi thi nội cũng vậy nè. Tội lắm mẹ, tội. Mà họ thở ở chung một tập thể, mỗi lần mà có đoàn tới thăm là họ mừng lắm. Có tính khi nào đi Việt Nam nữa không? Đây là một số hình ảnh, tin chắc rằng con số này sẽ không dừng lại ở đây nếu như có sự đồng hành của tất cả các anh chị ở đây. Dạ vâng, đây là một cái hết dự giờ. Án mà em đã hoạt động cùng với đoàn trường hết của mình giờ. Hơi nhiều quá. Cảm ơn em. Lúc nãy đã có lưu ý về cái phần thời gian rồi. Là mới có hai người nói rồi. Dự án này có vẻ là lấy được nhiều góp ý của ban giám khảo. Thì với bản thân chị ấy thì chị thấy rằng là mặc dù là rất là chi tiết, nội dung rất là cụ thể, rất là chuyên nghiệp đấy, nhưng mà tại vì cái dự án nó mang tính chất để quyên góp và sau đó thì thực hiện các cái công việc, nó cũng giống như tất cả các mạnh thường quân khác đang làm. Nếu mà nói về tính sáng tạo ấy thì chị lại không đánh giá cao. Thưa chị, là nó không dừng lại ở cái việc mà chúng em kêu gọi đầu tư để có thể sửa chữa hoặc là nâng cấp thêm. Cái điều quan trọng là các anh chị đây đều là những người có nhiều cái kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cũng như là có những cái vị trí nhất định. Nếu như được cơ hội đồng hành cùng tất cả các anh chị thì cái dự án này sẽ được nhân rộng hơn. Người thương và sẽ gặp được những người thương khác. Không, chị hiểu, nhưng mà quan trọng bây giờ nó đang là con số 200, chỉ cần 200 trước đã. Còn người thương người là đúng rồi, người với người sống để thương nhau em ơi, nhớ. Bây giờ anh đã nói về nè, thật ra là tụi em trình bày là có nội dung đó, nhưng mà tụi em không có biết cái kỹ thuật để làm cái chuyện này. Có nghĩa là khi tụi em đưa ra, người ta không biết cái nào chính cái nào phụ, và không biết cần phải nghe cái nào và không biết cần phải chú ý vào cái nào. Khi mà em trình bày như vậy, anh đang có cảm giác là tụi em đang quyên góp từ thiện chứ không phải là thực hiện một dự án. Cho tới khi tụi em phải trình bày được rằng là tụi em đang huy động để thực hiện một cái dự án. Cái dự án của tụi em chính là hỗ trợ những cái máy ấm tình thương để phát triển, để chứa đựng thêm được nhiều cụ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở từng cái máy ấm như vậy, và càng ngày càng mở rộng hơn chứ không dừng lại một cái máy ấm có sẵn này. Thứ nhất, anh đánh giá rất cao, đó là số liệu của em là số liệu thực. Con số chi đó là một số chi thực, con số thu đó là một số thu thực. Thì tụi anh sẽ đỡ phải bơ vơ bát ngát bỡ ngỡ, tại vì không biết là với cái ước chừng của tụi em nếu không dựa trên thực tế thì nó sẽ như thế nào. Mặc dù tụi em không bắt các cụ làm việc để xin ra cái phần tiền tiếp theo, nhưng với hoàn cảnh của các cụ và với những câu chuyện này thì nó hoàn toàn có thể dễ dàng quyên góp được nguồn từ các mạnh thường quân, bởi vì đây là những cái mảnh đời và những cái trường hợp rất dễ được các mạnh thường quân quyên góp. Chị nghĩ là cái cách chọn đề tài của bọn em rất là dễ touching mọi người. Chị luôn luôn là sẽ cảm động khi mà chị nghĩ về cha mẹ của chị. Và khi mà chị nghĩ về cha mẹ của chị lớn tuổi, con cái bận hết, hay là đi đâu đấy rồi chị nhìn thấy trên báo những cái hoàn cảnh mà con cái rồi về còn đốt nhà, đốt cả mẹ các thứ, thì chị thực sự là dễ touching. Và bọn em cũng có cái phương thức đó là tổ chức. Bây giờ bọn đi sẽ uống thêm một ly cocktail nữa để cho chồng của Bella làm nhá. Mời cả chồng làm cho thêm thêm ly nữa. Chị đánh giá là con số là tỉ mỉ. Và ngay bây giờ thì xin được phép mời phần dự thi cuối cùng. Ủa? Thế của luận viên. Mới có 3 phần rồi hả? Dạ, phần này dài quá. Sao dài quá vậy? Xin chào tất cả mọi người và xin chào ban giám khảo. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy rằng hiện tại Việt Nam có khoảng 480.000 người là người chuyển giới, và hiện tại họ đang rất cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta. Đến với Hop House thì tụi em mong muốn rằng tụi em có thể giúp đỡ cho những người chuyển giới qua những vấn đề sau. Thứ nhất là tạo công ăn việc làm. Thứ hai đó là hỗ trợ về sức khỏe. Thứ ba đó là các buổi workshop. Dự án Hop House của tụi em gồm có 4 lầu và lầu đầu tiên. Xin mời Kim Kim ạ. Xin chào ban giám khảo. Hope House với cái ý nghĩa là ngôi nhà hy vọng sẽ dành riêng cho người chuyển giới. Từng mộ chúng em đầu tư về làm đẹp với kinh như sự mà. Là người chuyển hôm giới trước đi để thì giúp đỡ thấp họ việc làm ăn. Với cái kinh nghiệm lâu năm trong nghề nails thì em sẽ đảm bảo vai trò là huấn luyện nhân sự và Kim Kiêu làm nail. Kim làm nail hả? Giúp hỗ trợ cho wow. Giờ mới biết. Gọi Hope House làm gì? Kìa, có cái gì 45.000 đô. Ôi sao to thế. Dự án này nhiều tiền vậy? Đầu tiên á là 600 triệu. Chị cảm giác cái dự án này nó hơi thiên thần ấy.
Cái điểm mạnh của bọn em á là bọn em trình bày lưu loát, gần như là cả năm thành viên đều nói khá là tốt và rất là tự tin. Với cái đề bài là mình sẽ kêu gọi một số tiền 200 triệu thì chị đang hiểu rằng là bọn em đang lên một cái dự án rất là lớn, và với cái dự án này thì 45 ngàn nó cũng không đủ, 2 tỷ cũng chưa chắc đã đủ. Có nghĩa là bọn em xin nhà đầu tư 200, phần còn lại là bọn em sẽ bỏ hay là như nào? Chem sẽ trả lời câu này là vì trước đây Kim Kim đã hoạt động trong cộng đồng LGBT. Chị Kim lo. Tư vấn. Kim lo. Chị Kim lo. Qua công việc đó, Kim Kim đã có thể kêu quy góp, và cái số tiền mà 45 ngàn mà mới thấy vậy, đó là cái số mà Kim Kim đã quy góp được. Dự tính sẽ về Việt Nam thành lập một ngôi nhà như vậy, và chúng em hiện tại là đang thiếu 225 triệu. Wow. Trong cái quá trình mà tụi em tìm hiểu cái dự án thì tụi em đã lên một cái con số mà tụi em sẽ cần thiết trong việc đầu tư, đó chính là 1 tỷ 260 triệu đồng. Và rất là may mắn đó chính là con số 200 triệu đồng của ban giám khảo chính là mảnh ghép cuối cùng mà tụi em cần để hoàn thiện nên cái giấc mơ và hiện thực hóa nên cái giấc mơ của ngôi nhà Hope House này. Wow. Tập 45 ngàn rồi hả? Em làm 45 ngàn là cái giá trị mà Hope House mang đến cộng đồng đó là cái gì qua 4 năm cái tầng này mà tụi em xây dựng? Dạ em xin được phép trả lời câu hỏi ạ. Như em có nói trong dự án của mình thì ở tầng 1 và tầng 3 là nail room và thương hiệu thời trang, thì tụi em cũng sẽ tuyển dụng nhân viên cũng như là cung cấp việc làm cho các hoàn cảnh cần thiết ở trong cái trung tâm Hope House của tụi em. Và khi mà tụi em có một cái nguồn khuôn và nguồn kinh doanh như vậy thì tụi em cũng sẽ mong muốn và mục tiêu của tụi em đó chính là mở thêm nhiều Hope House nữa và giải quyết nhiều hơn về vấn đề việc làm cũng như là những cái nhận thức về sự tự tin ạ. Tụi em có cái kế hoạch nhưng mà anh vẫn không hình dung được là tụi em sẽ triển khai nó chi tiết như thế nào, bởi vì anh biết là cái này đi vào chi tiết nó sẽ có vô vàn thứ mình sẽ cần phải bàn. Và kể cả về cái dự trù của tụi em á, tụi em chưa biết đâu, làm sản xuất rồi tụi em sẽ biết là nó đội con số lên sẽ rất là dữ dội so với những cái dự kiến của mình. Và ở đây anh thấy con cái chuyện này là thấy hơi lạ, cái là các bạn tư vấn viên á, tụi em dự kiến là cái tiền hỗ trợ cho mấy bạn là 2,5 triệu một tháng, mà mấy bạn trực điện thoại của em 24/7 là anh không biết được là mấy bạn sẽ ăn xài như thế nào luôn á. Chị đồng ý nha. Tại vì đơn giản là như này nè, năm bọn em á không có nhìn về một cái chung. Nếu như mà ba team còn lại họ chọn một cái mục đích và bốn người, ba người gì đó họ cùng làm cái mục đích đó, tất nhiên bọn em có cái tâm tốt, nhưng mà mỗi người muốn giúp theo cái cách của mình. Cho nên bọn em lựa chọn một tòa nhà 5 tầng ai để ai cũng sẽ tỏa sáng theo cái cách của mình. Ví dụ như cái nail thì em nói rằng là em muốn tạo công ăn việc làm cho người chuyển giới sẽ làm nail. Nhưng mà bạn ở trên thì không, bạn ở trên lại muốn tư vấn. Có nghĩa là cảm giác bọn em đang muốn xây dựng một cái business cùng nhau, và bọn em bỏ vào đó những cái thông điệp để cho nó trở thành một cái dự án cộng đồng, nhưng mà nó chưa thực sự rõ ràng. Thì nếu là chị, cả 5 người sẽ hợp lực làm một cái tiệm nail trước, gọi là một cái tiệm nail cầu vồng đi. Và cái tiệm nail đấy nó sẽ đào tạo miễn phí cho người chuyển giới, và sau đó thì họ sẽ làm luôn ở đó để tạo công ăn việc làm. Sau khi đã có một số lượng lợi nhuận thì lúc này đến lượt thảo mình sẽ lên một cái tầng 2, và lúc này thì em sẽ mở một cái đào tạo miễn phí khác về một lĩnh vực khác, và sau đấy thì em lên tiếp. Đấy là phương án tốt nhất có thể cho bọn em bây giờ nhá. Còn đúng như chị Trang nói, khi em đã đụng vào kinh doanh thì có nghĩa rằng là em có rủi ro. Bốn người không? Có thể chia... điều nào rất là đẹp, rất là khách. Chia... Vô đây chia này, vô đây chia. Em đã có được khách nhất định. Vậy thì okay. Thời gian đầu em sẽ trả cho thịt bằng xấu quá, em không thể kinh doanh được. Mà mặt bằng đẹp ở Sài Gòn, 5 tầng, em có biết một tháng bao nhiêu không? Thì 1 tỷ 200 này có khi tiền cọc. Em oh my god. Em là quá thiên thần với cái con số này. So strong. Đôi khi 5 người bình tĩnh lại nhìn là chúng ta làm chung một cái giấc mơ của Kim trước, và khi cái giấc mơ thành công thì lúc này bọn em sẽ viết tiếp giấc mơ của 4 người còn lại. Thì như thế nó sẽ là một dự án nó ít nhất thì có sự khả thi, chưa nói ai cũng muốn làm hết rủi ro. Thực ra là gọi là ít rủi ro hơn. Cái này là dự án của Kim Kim. Khi mà mình đã mở ra đúng rồi, dự án này là dự án ban đầu của Kim Kim. Chuyển giới đi nhưng mình không có khách hàng, mình vận hành doanh nghiệp không tốt chẳng hạn. Khi mà mình không còn cái đủ nguồn thu để nuôi sống chính bản thân mình thì mình cũng không thể nào mình tiếp tục mình cho đi giá trị cộng đồng nữa. Nên mình phải tính, bởi vì thực ra kinh doanh trong bất cứ một giai đoạn nào nó cũng có rủi ro, và đặc biệt trong giai đoạn này thì lại càng rủi ro nếu dự án của chúng ta vận hành đúng không? Và thứ hai nữa là một cái này rất là tối kỵ khi mà em đi kêu gọi vốn này. Em đang kêu gọi một số tiền là 200, nhưng em đang cho người ta thấy rằng là 200 đấy nó không có ghi nghĩa gì với em cả, bởi vì em đã có sẵn 1 tỷ rồi. Thì thực ra cái đấy nó làm sai nó rất là tế nhị. Dự án thấy hay, nhưng mà tự nhiên nó không thuyết phục. Đâu phải là như đều rằng tỷ ở em còn tỷ bây giờ em thiếu 200 triệu nữa rồi. À, bây giờ thì xin phép được mời trở lại sân khấu team của huấn luyện viên Thủy Tiên đến với phần công bố kết quả. Chị quyết định đầu tư cho team của Mai Ngô là 50 triệu. 30 triệu. 30.
đồng điệu với Như. Như hiện tại đang hỗ trợ cho một mái ấm, đang nuôi gần 80 trẻ em mồ côi và cũng có những người già neo đơn. Cho nên số tiền đầu tư của Như dành cho đội của huấn luyện viên Thủy Tiên sẽ là 100 triệu. 100 triệu. Cảm ơn Huỳnh Như. Cho dù cái sự phản biện của các bạn nó đang hơi kém ở tim của Thủy Tiên, tuy nhiên mình đã cảm nhận được nó và mình rất là muốn và rất muốn hướng đến đối tượng người già. Mặc dù là nó không có gì nó hấp dẫn nhiều, nhưng an toàn đã có rồi và tôi muốn đầu tư vào dự án của Thủy Tiên nhiều hơn. Không chọn trái tim, không chọn lý trí mà chọn cả hai luôn. Ok. Tiếp bước chân của người chị yêu đang ngồi bên cạnh thì team Mai Ngô là tôi sẽ đầu tư team Mai Ngô 30 triệu trong dự án này. Đối với team Thủy Tiên, tôi sẽ đầu tư team Thủy Tiên 50 triệu. Ôi, chị Hà, bắt tay cái hôm nay mình đồng điệu với nhau được một cái rồi. I like how she changed her hair and style every episode. Somehow, đổi kiểu tóc thì đổi mặt đồ, tóc giả mỗi episode là một kiểu khác. Tụi em hiện tại là đang có 180 triệu rồi, cho nên là anh cũng sẽ không có đầu tư nhiều, anh chỉ xin đầu tư thêm 200 triệu nữa. Ồ? Oh? Wow. 280 triệu. Hy vọng là make it grand. Chương trình không cho tụi em được 200 triệu thôi thì anh không biết thì chương trình không cho đưa thêm. Anh đưa ngoài, đưa lén. Anh chỉ hy vọng là anh sẽ được quyền kiểm soát cái việc chi tiêu và sử dụng số tiền này của tụi em trong các dự án mà tụi em sẽ làm đối với những cái máy ấm này. Tuyệt vời, một trái tim rất tuyệt vời, anh Tiến quá tuyệt vời luôn. Chị nghĩ rằng là đến giờ phút này thì chương trình của mình đã hoàn thành xong cái sứ mệnh của cái tập này rồi. 4 dự án đều được giải ngân và chúng ta đã thu được tổng cộng số tiền là 820 triệu. Wow. Trong tập này thì chị nghĩ rằng là đây là một cái điều quá tuyệt vời rồi, nó không còn quan trọng nữa. Lúc này bọn em đã hoàn thành cái sứ mệnh của mình rồi, kêu gọi thành công 200 triệu, và bọn em thậm chí là có những cái sự góp ý, sự đồng hành của ban tổ chức cũng như là các nhà đầu tư, và chúng ta sẽ giúp được rất 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 nhiều những cái mảnh đời khác nhau, không chỉ là các bạn chuyển giới, còn có các cụ già neo đơn nữa. Cái đội chiến thắng ngày hôm nay thì chị chỉ chấm trên cái khoảnh khắc mà bọn em mang cái dự án tới. Đội Thủy Tiên, bọn em nắm cái đề bài nó chắc hơn. Có lẽ là Thủy Tiên vẫn áp dụng một cái cách giống như tuần trước, đó là cô ấy đi khá là an toàn, nhưng mà nó phù hợp và nó vừa vặn với cái số tiền mà đề bài cho bọn em là 200 triệu. Còn team của Mai rất nhiều hoài bão, chị cũng trân trọng tất cả những cái điều đấy. Nhưng mà chị nghĩ rằng là cái việc bọn em mang một cái ý tưởng nó quá lớn như vậy làm cho các giám khảo thấy rằng 200 triệu của họ như là muối bỏ bể vậy đó. Thế nhưng mà cuối cùng bọn em vẫn giành được cái số tiền đầu tư, thì với chị cái số tiền đầu tư đấy nó giống như một cái sự khẳng định cho cái tấm lòng của bọn em và huấn luyện viên của bọn em rồi. Còn để mà nói về phần thi thì rõ ràng cái đội mà làm đúng đề bài hơn là đội huấn luyện viên Thủy Tiên. Cho nên là chị sẽ vote cho đội của Thủy Tiên. Là Thủy Tiên thắng. Có kết quả thắng. Đội chiến thắng trong dự án lần này đó là đội của huấn luyện viên Thủy Tiên. Không có đâu. Không muốn rồi về chưa. Không thể nào mà Mai Ngô cứ hết tập này qua tập khác năm người. Em có niềm tin là hôm nay. Tôi xin công bố đội chiến thắng trong thử thách lần này. Đó là đội của huấn luyện viên Thủy Tiên. Nhiệm lặng vô. Đem cho kết quả. Thì kết quả cũng đã có rồi. Nhưng mà chị nói thẳng là hôm nay chị khá là thất vọng với lại cái phần của team mình. Lên đến thuyết trình thì mọi người lại quên hết tất cả những thứ mà đã chia sẻ với mọi người. Kết quả thì mọi người đều biết rồi đúng không? Team mình là team thua. Hết phải thông báo điều này. Không ai được về. Hôm nay. Bị lại. Đó là đội của huấn luyện viên Thủy Tiên. Thủy Tiên xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên của đội huấn luyện viên Thủy Tiên. Thắng lần đầu luôn. Đáng lẽ ra thắng lần trước rồi. Ừ. Mày không có giỡn nữa. Đáng lẽ tập cái tập đầu tiên đầu tiên là thắng rồi. Không bị quăng hoa. Ngay bây giờ thì Thủy Tiên hãy cho chúng tôi biết huấn luyện viên nào là huấn luyện viên bạn sẽ lựa chọn an toàn trong ngày hôm nay. Thủy Tiên muốn chọn vào vòng an toàn là huấn luyện viên Mai Ngô. Ai cũng ngạc nhiên luôn. Always.
thôi. Sao giờ? Mày ngô. Nó cũng hơi bất ngờ. Hơi bất ngờ một chút. Ở đây cũng có thể là chiến thuật của phim Thủy Tiên thì sao? Sao vậy mọi người? Thì lại chúc mừng. Trời ơi, em đổi buồn tâm thai rồi. Xin đỡ. Sao vậy mọi người? Xin lại chúc mừng con đàn viên Quỳnh Mai. Ủa mày sao vậy trời? Được giữ thí sinh mà khóc. Để cho các bạn loại, cho các bạn tỉnh, cho các bạn cố gắng hơn nữa đúng không? Nhưng mà xui là không có, đúng không? Tại vì vòng đây chúng ta là đều an toàn. Trời ơi. 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 Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Mà Tiên có nghĩ là tại chị Tiên á chọn Quỳnh Mai. Quỳnh Mai là không có nghĩ tới thí sinh không? Trong không cái thí sinh của hai cái đội của Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu là hai hay. Người thí sinh của hai đội đó là nó mạnh hơn của những thí sinh của Quỳnh Mai thì sao? No, tại vì nếu mà giữ lại thí sinh của Quỳnh Mai á yếu đúng không? Thì sẽ loại hết những thí sinh mạnh của mấy team kia đi thì đỡ đấu hơn đấu với mấy cái người yếu hơn thì nó dễ thắng hơn. À, nhưng mà phải nghĩ tới về cái này là thi đúng thí sinh chứ đâu phải là nhưng mà cái này là mentor đâu, cái này hơn là mentor hơi nhiều quá. Ừ. Tại không có nghĩ tới về mà tại hai vòng rồi mà Quỳnh Mai an toàn hết thì nó không phê cho mấy lần nghĩ tới thí sinh chứ không phải là tại cho ban ơn gì đó cho huấn luyện viên. Nó xứng đáng thì không hẳn là xứng đáng vô vòng loại, nhưng mà nó tự nguyện thì mình tự nguyện vô vòng loại vì mình đã làm không tốt. Ai vô vòng loại khiết anh? Ủa tại sao lại đưa Hà Anh vô? Xa, Hà Anh bốn người mạnh hết mà không thì đó. Quỳnh Châu chơi chiêu hả? Ai cũng rất bốc. Quỳnh Châu tại sao lại đưa hai chiến binh mạnh trong khi đó còn có ba người mà đưa hai chiến binh mạnh vô? Khi mà quyết định của chị Châu đưa ra, bản thân mình không nghĩ mình sẽ ở trong tâm thế. Không hiểu. Thì Trần Quân hả là ban giám khảo khen nhiều. Em là một ứng viên mạnh nhưng mà chị thấy là từ đầu tới giờ em chưa có thật sự bật lên, nên là nó làm cho chị có một cái suy nghĩ rằng là liệu có thật sự là em đã làm hết sức rồi, em không thể sáng hơn được nữa hay không. Bây giờ là cái cơ hội em phải vào đó và em chứng minh em xứng đáng được ở lại. Thành ra là Châu vẫn tin tưởng rất là nhiều là anh sẽ là một cái điểm sáng cho cái tập ngày hôm nay. Nhưng mà cuối cùng thì cái cách mà anh debate với mọi người nó rất là lòng vòng. Cái câu nói của anh nó không đủ mạnh khi mà cái lúc debate như là cái Quân. Nếu mà các bạn đều rất là xuất sắc thì mình phải trên những cái điều là các bạn ở đó có một cái sự mất tập trung hay là có lỗi thì bắt buộc phải vào vòng nguy hiểm. Có rất nhiều câu hỏi mà bản thân chị rất là muốn hỏi nhưng mà đây là lượt loại của huấn luyện viên Thủy Tiên. Xin phép mời huấn luyện viên Thủy Tiên. Món áo của Hương Giang. Hương Giang à. Cái phần thi các bạn ngay từ những vòng đầu tiên rồi. Hương Giang coi tập này trăm mượt. Sao? Không còn loại hôm nay. Chị Bao Lan mượn cái áo cái tập. Cho em mượn cái áo. Khi mà cho em mượn cái áo. Cũng phải có lý do phải đến. Năm nay là lần đầu tiên Hà Anh đến với MAQ và Hà Anh biết rằng là MAQ không chỉ là một cái danh xưng, không chỉ để đại diện đi ra đấu trường nhan sắc quốc tế mà chúng ta còn phải làm được nhiều dự án trong cộng đồng. Và Hà Anh tin rằng là bản thân mình đã và đang có rất là nhiều yếu tố và Hà Anh sẵn sàng làm việc và sẵn sàng cháy hết mình với MAQ năm nay. Tin rằng là với những cái nỗ lực trong suốt các tập vừa qua chứng tỏ bản thân của mình và hy vọng rằng là chị Tiên cũng như các vị ban giám khảo ở đây có thể là giữ Hà Anh ở lại với chương trình năm nay để Hà Anh có thể là cháy hết mình hơn nữa. Đây là lần thứ hai đứng tại vòng loại. Với em cảm giác được rằng là bản thân mình không giống mọi người. Em cần được nói nhiều hơn, em cần được chia sẻ tính ra mà em rất là mong chờ ba lần tóc nguy hiểm của mình để em được nói. Cái vòng tập nào Big Team cũng là vô tóc nguy hiểm cuối cùng đó. Đưa cái năng lượng của mình đi ra bên ngoài để khán giả có nhiều cảm nhận. Xin chào, bị chọn Ba La với lại anh Vui khác dễ sợ. Với lại Tây Hà nữa. Anh Vui với lại Ba La bị đấm với Tây Hà với lại Xin chào. Em là một ác dễ sợ luôn. Em có hai đứa bị trị được chọn hai lần thì ra hai lần luôn. Lúc đó em không hiểu tự nhiên tại sao thì chọn hai lần ra catwalk. Hai đứa catwalk với lại nhìn mặt hai lần hai đứa chọn lên lần luôn cái chọn người khác. Quay trở lại hôm nay thì em lúc nào cũng tích cực, ngay cả em vô vòng loại em cũng tích cực. Em mong mọi người sẽ cho em cơ hội để có thể hô vang tên của mình cũng như là được cháy với đam mê tại sân khấu lớn của MIQ Việt Nam.
Em xin cảm ơn. Đây không phải là thời điểm để mà mình test, mình đưa ra A-B testing hay là mình thử thách các bạn nữa, mà đây là cái cơ hội một mất một còn. Việc mà chị đưa Hà Anh vào vòng loại đã xem nhẹ những cái nỗ lực của bạn, và em muốn rằng bạn sẽ tự thuyết phục chị để có một cơ hội lại vòng an toàn. Ngay từ khi mà em bước vào phòng casting, ở trong đầu em đã nghĩ đến cái tên Quỳnh Châu rồi. Trong tất cả các tập của chương trình từ trước đến nay thì em luôn luôn cố gắng là người thể hiện. Cái chỗ này là cái chỗ tụi mình nằm lết lết ngoài sân để chờ chị nhận em cái phòng của Quỳnh Châu là cái phòng cái phòng của Thiên Quỳnh Châu lại trao cái phòng behind the scene mà tụi Tiên nằm ăn ngủ rồi ready ghé thay đồ ngồi dưới đất nằm dưới đất rồi không có được đẹp như vậy đâu ghé mà không vậy. Lúc đó là trừ sơn, lúc đó chưa có sơn, trừ sơn nữa, chỉ có cái hình của Quỳnh Châu thôi, chỉ cái nền màu cam thôi. Dạ. Cái phòng không được đẹp đâu. Tiên ơi, chị rất là muốn nói thay cho các bạn một lời với Tiên. Bằng cái nhìn nhận của em sẽ đánh giá được bạn nào có tiềm năng. Và hy vọng rằng không phải vì sự đấu đá của các team mà em loại đi một bạn mạnh. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của bạn ý. Ngay cả phút giây mà em nhìn thấy bạn ở trong vòng loại, em cũng không muốn loại bạn. Chính huấn luyện viên của bạn đã đẩy bạn vào vòng loại. Huấn luyện viên của bạn cũng không trao cho bạn cơ hội. Thì Tiên nghĩ là huấn luyện viên của bạn cũng sẽ phải trả giá vì điều đó. Tiên rất là tiếc, Tiên vẫn sẽ giữ quyết định của mình là loại Hà Anh. Như đã phải Thái Lan cuộc chơi này bạn đã không được tôn trọng. Và Tiên nghĩ rằng mình sẽ có một cái bài học đắt giá về điều đó. Xin lỗi Hà Anh rất là nhiều. Chị xin lỗi em. Thật sự là em không muốn thương. Chị biết. Rất là buồn chứ. Nhưng mình biết được rằng là đây là một chương trình truyền hình thực tế và chúng ta không có luật chơi và chúng ta phải tuân thủ với những cái quyết định cuối cùng của huấn luyện viên đưa ra. Thật sự là chị thấy là nó bị lãng phí tài năng quá luôn ý. Ở những cái cuộc chơi như thế này thì có thể là mỗi huấn luyện viên họ sẽ có chiến lược riêng. Có thể là với huấn luyện viên này họ không dẫn dắt team của họ vào đây huấn luyện để nhìn cái đội khác tỏa sáng. Em rất hiểu điều đó, nhưng với quan điểm là rất là hy vọng rằng tất cả mọi người đều quyết định theo cái tương lai của thí sinh. Và nếu như bạn ý mạnh và chúng ta đều nhìn thấy bạn ấy mạnh, tại sao chúng ta không bảo vệ một bạn mạnh và bạn có tương lai? Vậy tại sao xong nói ra cái đó tập đầu tiên ở đây chưa hết. Giờ mới nói xong nói cái đó tập đầu tiên. Đúng rồi nè, sao không có nói đó tập đầu tiên? Trời ơi, hai người mạnh ngồi đây nè, ác dễ sợ. Đó, ok, nếu mà công tâm mà nói đúng không, là top 5 ở Mỹ là có Tiên Trương và Bella Snow là hai thí sinh cũng không phải là yếu. Về tới Việt Nam thi thì lại bị đá văng lên chuồng gà. Bella là top 3 ở Mỹ. Đó, về Việt Nam thì không hiểu sao, nói chung là tiêu chí của chương trình. Chương trình và ban giám khảo sau đó thì mình không hiểu. Nhưng mà tới không? Tới thời điểm hiện tại bây giờ lại gì nhận xét là ở sao không có thấy giống như là thí sinh nào mà mạnh là phải giữ. Xong không có nói đó cái tập 1 đi. Tập 1 ngay đầu tiên. Không, không, ở tập đầu tiên cũng nói là đang kiếm một cái hình mẫu beauty queen chuẩn quốc tế để đi thi quốc tế. Đâu có, đọc sao không đây, có chọn, đâu có chọn đâu. Thì nè, đây cũng là tiếng Anh, cũng có kinh tế, có tiếng Anh, ngoại hình đó vừa theo hoa hậu luôn, nhưng mà không được chọn, không được chọn cho top 30 để huấn luyện viên chọn luôn á, ác dễ sợ. Bây giờ mới nói sâu. Ok, thôi tức quá, giờ tức quá trời luôn. Bây giờ ngồi đây tức uống vô tức quá vô. Bây giờ 12 giờ đêm ngồi đây chửi nè. Em không đồng ý với quyết định của huấn luyện viên Quỳnh Châu. Nó đã cướp đi những cái sự cố gắng và thật sự chính em nhìn nhận được ngày hôm nay bạn thể hiện rất tốt. Và cái người mà ngồi ở trong phòng để được an toàn, bạn đó chưa thể hiện tốt. Nếu như mà Tiên đã quyết định loại Hà Anh rồi thì Như sẽ cùng Hà Anh bước ra khỏi vòng loại trừ. Và Như xin phép từ bỏ cái quyền loại thí sinh trong tập này. Xin phép chị. Là sẽ có một giám khảo không đưa ra lựa chọn luôn. Tất quá mà. Khi dừng lại ở MAQ năm nay sẽ không phải là dừng lại. Nhưng mà là dừng lại luôn rồi, tại vì chỉ là một động lực lớn hơn để hai mentor có thể quyết định nhiều rồi. Dự án trong cộng đồng. Và anh tin chắc rằng mình làm được và mình sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đồng hành cùng mình. Rồi, uống cho một tài năng quá. À không. Uống cho rất nhiều tài năng. Rất nhiều tài năng. Với Shinsa thì
nếu như mà chị ở trong vòng loại tập trước thì chắc chắn tập này chị phải rất 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 là khác. Nhưng mà thực ra cái biên độ khác của Shinsa nó chưa đủ lớn với một người đã từng ở trong vòng loại. Phần đầu em cũng không phải là một người nói quá thuyết phục và cũng không phải một người quá tự tin. Cái gì rất rất nhiều lần em quay mà Hương Giang cứu Shinsa hai lần. Hương Giang cứu Shinsa hai lần. Cứu hai lần là gì nè? Ở trong Miss International Queen, Hương Giang cứu Shinsa hai lần là tại sao? Là tại cái lúc mà đang standby á, cái lúc mà chọn thí sinh, có chị Bella chọn thí sinh đi vô top 30 để đi vô fix team á, là Bella, anh Bùi và Shinsa Phạm phải đi work, đi catwalk ba hai lần đúng không? Hai lần. Nhưng mà rốt cuộc là người chọn là Hương Giang, chọn Shinsa là cứu một lần. Xong tới cuối cùng cái lúc mà big team, cái slot cuối cùng rồi đó, là Hương Giang cũng là người chọn Shinsa vô top 20 luôn. Dạ. Yeah. Thì Hương Giang cứu Shinsa hai lần. Hương Giang cứu Shinsa hai lần. Rồi tới vô cái phần thi mấy cái thử thách này thì Shinsa cũng bị vô vòng loại hai lần luôn, có nghĩa là ba lần bốn lần gì đó. Như ba lần. Hình như ba lần, ở này tao bốn hình như đó, ba lần. Là trước chờ vô lúc nào loại bị vô hết. Nói chung là biết đồng nào trở lại rồi. Thật sự là ngày hôm nay em là người làm tệ nhất trong team của em. Em không nói được, em quên, em ấp úng, em mất bình tĩnh. Khi em là người mẫu, em casting, em góp cũng vẫn run. Mà bây giờ em nói cũng không được, nó rất là khó. So với tổng thể tất cả mọi người thì trong quan điểm của chị, em là ngày hôm nay làm không tốt nhất. Bé khi anh ấy quay với thương Thế Hà thì chị Hương Giang nói rất là đúng. Anh quay quá trời không? Lúc mà chị... đúng rồi, nha, chị có gặp đi sinh nhật với Đức Anh nữa. Quay quá trời, mất khỏi YouTube. Chị thấy hai em có một cái điểm chung từ đầu đến giờ thì chị cũng chưa thấy rằng là bọn em đã thật sự máu lửa để thật sự chiến đấu. Em đã vào vòng loại lần trước, chị đã có nhận xét với em, chị hy vọng rằng cái vòng lần này là em sẽ phải thể hiện nó quyết liệt hơn. Nhưng mà lần này thì lại chị cũng chưa nhìn thấy được sự quyết liệt của em cũng như sự tiến bộ của Trung Khiết Anh. Thật sự chị muốn Casey hiểu là nếu hôm nay chị đừng vote, chị sẽ vote cho em. Cho nên là hãy thức tỉnh. Chị ngày hôm nay em quá may mắn. Nếu như Quỳnh Châu lựa chọn chính xác thì có thể ngày hôm nay cả hai thí sinh của huấn luyện viên Quỳnh Hoa sẽ đi ra về. Đấy là điều chắc chắn. Mình còn ở lại cho đến ngày hôm nay chắc là do ăn may thôi. Nhưng mà Trung Khiết Anh phải thực sự thay đổi, vì may mắn nó không có thể nào đến nhiều lần trong cuộc đời của mình. Và thật sự em cũng không tốt nha, em phải biết điều đó. Thật ra đây cũng là một trong những chiến thuật của Khiết Anh, đó là tiết kiệm năng lượng ở những trận đua đó và bùng xóa ở những tập gần cuối. Bây giờ ngay lúc này thì chúng ta không bé ơi, cái được vô cuối đâu. Mọi người cứ đưa ra cái quyết định bùng lỡ bị loại trước thì sao? Thì lỡ đúng không? Lỡ xì xỉa nở bị loại mấy tập đầu sao được? Nó mình phải bùng cháy hết tập nào, tập nào cũng bùng hết á. Chị đang đặt ra dấu chấm hỏi không những cho Quỳnh Châu mà chị cũng đặt cả dấu chấm hỏi cho Thủy Tiên nữa. Chị có thể bước vào vòng loại chị hỏi Quỳnh Châu nhá. Bây giờ trước mắt thì em sẽ mời ban giám khảo sẽ đưa Tây Hà về trước. Cảm ơn rất là các giám khảo đã đồng hành cùng với Miss International Queen Việt Nam tập thứ tư. Và xin được chia tay Shinsa tại đây. Chúc cho em sẽ có một hành trình tiếp tục với cái niềm đam mê. Tây Hà năm nay quay lại cũng rất là tốt, cũng rất là cố gắng. Mùa trước thì còn hơi hiền, mùa này thì nói chuyện tự tin hơn rồi hùng biện. Và Shinsa hy vọng rằng là khán giả em sẽ kìa. Luôn chọn theo Shinsa. Và Shinsa đã còn rất là nhiều kìa, kìa em kìa em kìa em kìa đó đó đằng sau Shinsa đây nè. Ủa ta bị cứu đó, đó được cứu đó, để chinh phục những điểm cao mới cũng như là phát triển bản thân mình. Trời ơi, mà mình được vô cái phòng tập 1 chụp hình đám cưới mà đẹp. Tại mình có kinh nghiệm chụp đám cưới, có chồng rồi, có kinh nghiệm chụp đám cưới rồi. Ác dễ sợ. Cố lên nha mọi người. Chặn nước rút rồi cố lên chiến cho chung kết nào. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Mình khóc khá là nhiều, trong đầu mình đặt ra nhiều câu hỏi. Bé này rất là mắc, rất là lucky luôn, ngay từ lúc đầu cứu tới bây giờ. Rất là lucky. Sau đó là bé Trần Quân nó yếu nha, chứ không phải là mạnh nha. Ban giám khảo đã quyết định sẽ loại thí sinh tin Sa Phạm của team huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa. Sao nhìn giống The Face quá vậy? Giống The Face Thái Lan quá. Chị là Casey với Hoa. Hy vọng Shinsa Phạm sẽ được ở lại. Tại vì Tiên nghĩ rằng trong thử thách đó thì Shinsa Phạm cũng đã thể hiện hết sức mình rồi. Người mà thể hiện tệ nhất là Trung Khiết Anh. Khoan, dừng lại đây.
nếu mà nói đúng trong team Quỳnh Châu thì là Hà Anh mạnh nha. Hà Anh mạnh chứ không phải là Hà Anh không mạnh. Còn bé Quân thật sự là bé có cố gắng. Bé có cố gắng nhưng mà bé hơi còn yếu chút xíu. Yeah. Nếu mà so với Hà Anh thì là Hà Anh. Bé Trần Quân rất là mới cho giống như là chương trình, giống như là TV với lại người mẫu với lại mấy cái đó. Beauty Queen, trong giới Beauty Queen thì bé Trần Quân còn rất là mới. Nhìn kiểu là xinh xinh, hot girl đó. Chứ mà khi mà Beauty Queen thì là chưa. Nhưng mà nói so với Hà Anh thì thật sự bắt buộc Hà Anh là phải nhìn hơn nhiều. Hà Anh sẽ chuẩn, nếu mà được làm hoa hậu, Hà Anh sẽ được làm hoa hậu hơn là Trần Quân. Nhưng mà hình như là Trần Quân được giống như là ban tổ chức hay là show giống như là để Trần Quân, tại câu chuyện của Trần Quân rất là truyền cảm hứng. Tại Trần Quân hay là làm ở chỗ giống như là công nhân, xe cộ, Trần Quân ráng rất nhiều, giống như là đi chơi với Trần Quân, đi ăn với Trần Quân, ở ngoài hay là rất là hiền luôn. Không có, ngồi đó không có nói gì hết á, rất là hiền luôn á. Đó, thì ở đây chính là nhận xét theo khía cạnh là giữa hai bạn thì chắc chắn Hà Anh sẽ nhỉnh hơn thôi. Hà Anh sẽ mạnh hơn, giống như là tại Hà Anh đã là với trong đài truyền hình rồi, Hà Anh là biết là giống như là nói chuyện làm sao, và lại cộng đồng làm sao. Trần Quân là vẫn còn hơi nhút nhát một chút, với hơn còn trẻ, rồi Trần Quân chỉ còn mới 18 tuổi, mười mấy, 20 tuổi. Cho nên là rất còn nhiều trải nghiệm. Ok, mình coi tiếp. Cây cấn quá, phòng này cũng bị cấn nha. Ở đây để huấn luyện cho thí sinh của mình để chiến thắng, chứ không phải đến đây để huấn luyện cho team mình nhìn hào quang của team khác. Cái gì? No! Team phải No way! Phải đưa thí sinh của mình đi càng xa càng tốt. Là mình thắng hay mình thua trong cái chương trình này á, nó chỉ là một cái game, cả một cái sự nghiệp của mình thôi. Nhưng mà đối với các bạn thí sinh á, đó là cả cái giấc mơ của các bạn đó. Mà là vừa mình nói cho team một cái bí mật. Không ai được biết hết, chị vừa mới nói được tin bí mật. Tôi tức quá. Bây giờ bắt tắt, bây giờ bà biết. Vừa mới nói cho tin bí mật. Ok. Một trận nằm mấy người coi, coi bán kết. Món mà mọi người coi bán kết, mọi người sẽ hiểu tại sao tức, tại sao tôi tức. Bị tức. Không có công bằng ở đây. Không có công bằng ở đây. Yeah. Sự công tâm ở đâu? Ủa lố, trả lộn tâm luôn rồi. Sự công tâm ở đâu mà ra cho ra kết quả kia vậy? Mà cái cạo đầu của em đâu, em muốn về. Cho em thay đôi về, em không muốn bò. Em không muốn thấy cái nào nữa. Em, gì? Sao? Không, em, từ đây em sẽ không bao giờ thấy cái nào nữa. Ok, để coi có chơi là tập 3, tập 5 không? Quỳnh Mai hơn quá, còn 5 người hoài luôn á. Cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương Thiên Ý Phạm Ma, khỏe tự quân châu ít nhất tới Thủy Tiền, Quỳnh Mai, Nguyễn Mai Ngô. Nhưng mà tập sau là team đã biết ai bị loại. Tiền chỉ biết một người bị loại thôi, còn người kia thì tiền không biết nha. Đã đồng hành cùng chương trình. Ngay từ bây giờ, quý vị khán giả đã có thể bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích bằng cách truy cập website missinternationalqueenvietnam.14.vn và làm theo hướng dẫn. Mỗi phiếu bình chọn có mức phí 5.000 đồng. Không giới hạn số lượt bình chọn và số thí sinh bình chọn. Việt Nam đồng. Hoặc quý vị có thể phối trên fanpage của chương 5.000 Việt Nam đồng hả? Kim xài 49.000 đô vô đó hết. Kim được cái gì quyên góp 45.000 đô đúng không? Về làm từ thiện không? Bây giờ chưa làm từ thiện, lấy 45.000 đô đó vô đó hết. Thí sinh nhận được nhiều sự bình chọn nhất từ khán giả sẽ có mặt trong đêm chung kết để cạnh tranh ngôi vị Miss International Queen Việt Nam 2023. Top 14 ứng viên trong MIQ đã chính thức tập tới mang sắc tiếng đầy kiên cường. Tập tới là diễn xuất. Và bản lĩnh sẽ là chìa khóa mang đến may mắn trong những phần tuyển. Quay QVC. Đúng rồi, tập tới là quay cái máy nâng cái mặt người trước nữa kìa. MIQ. Và thông báo với 4 huấn luyện viên, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một luật chơi mới. Đón xem tập 5 MIQ Việt Nam 2023 được phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2023 trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment. Chạy luôn đi, chạy luôn đi. Chạy luôn đi, chạy luôn đi. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi, sắp xong rồi. Nhìn đi đâu để nhìn cái gì kia đó. Như gương hả đi. Như thế nào, như đối với tôi, cái sản phẩm này là sản phẩm không dùng được. Không thể dùng được. Can I have a kiss? Là cái dây này bên cái cục này đúng không? Cái dây cục sạc còn dây nào nữa đâu? Trong đó anh gửi cái dây đâu?
Không có, chỉ có một cục bên em, một cục bên anh đó, có hai cái dây đó thôi đó. Cục bên em là màu trắng rồi đó. Chứ không. Ở nhà Bêu Là có xài iPad không nè? Có. Hả? Thấy không? Nhà Bêu Là cái gì cũng có mấy bạn. Dây nào cũng có, không khỏi trong đây nào cũng có. Laptop đó. Rồi desktop, make up, thu âm thanh, camera, đó cái gì cũng có chứ không đó. Nhà kỹ sư cái dây nào cũng có đó. Không. Vợ là hoa hậu, chồng kỹ sư, xuất sắc quá. Sách hoa hậu có rớt. Đâu rồi, đợi xíu, đợi xíu. Miss International Queen 2023, Bell Last Night. Rớt hậu, rớt hậu. Rớt chị chưa đi. Ok, sau này, Bella với lại Thiên vừa mới coi xong tập 4, tức quá trời luôn. Trời ơi, ngồi đây mà coi cái vừa uống vừa tức, không biết là tại rượu nó say hay là nó gì đó. Ngồi đó uống tức quá trời, tại ban giám khảo nói là bây giờ phải là chọn người để giống như là mạnh nhất để làm hoa hậu. Và sao có nói cái đó tập 1, hai hoa hậu ngồi đây nha, hai hoa hậu không được chọn. Mà tại ngay từ đầu á, cũng nói với tụi Tiên á, là tiêu chí chương trình chỉ có một người chiến thắng và sẽ chọn người có tất cả những cái điều kiện đầy đủ để thi quốc tế. Mà mọi người biết thi trong nước á, là nó cũng mình cũng phải tự túc về tiền bạc đúng không? Nó cũng đã khó rồi mà tụi Tiên ở Mỹ về nữa, nó cũng là một quãng đường rất là xa. Mà nếu như mà giống như chị Bella đi, hoặc là Tiên, hoặc là trong top 5 ai có may mắn được thi quốc tế thì cái đó cũng là nó cũng dễ nữa, tại vì đã đi từ một quãng đường dài kinh tế mình đã cũng chuẩn bị sẵn rồi. Bella chị nghĩ là giống như là mấy chị em ở Mỹ đã có giống như là có giao tiếp với lại người Mỹ, với lại giống như là giao tiếp với lại mấy người giống như là không phải là chỉ có nước Việt Nam, đã có giống như là đi nhiều nước rồi, đã là biết giống như là cách giao tiếp của những nước khác, những nước khác làm sao. Chị sợ hay là những em bé em ở Việt Nam hay là chưa bao giờ đi bay qua nước khác, lúc mà bay qua nước khác hay là lúc mà đi thi là sẽ bị sợ. Giống như là Bella với Tiên hay là đi travel cũng nhiều, nên đã có giao tiếp với lại mấy người xung quanh, với lại nước này nước kia rồi, nên không có cảm, trong nhau không có cảm thấy là sợ thấy xung quanh hay là người Mỹ hết, là không có bị sợ. Nên lúc mà đi ra nước khác là tưởng là sẽ là một thí sinh mạnh, lúc mà về nước để giống như là thi Miss International Queen Việt Nam. Nhưng mà là tụi mình ở đây về rồi, tụi mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều thứ cho cuộc thi rồi, chuẩn bị một giống như mấy bạn ở Việt Nam á, mấy bạn thi mà thi tới đâu mà lỡ có lỡ bị loại đi thì mấy bạn vẫn quay về cuộc sống bình thường đúng không? Còn như mà tụi mình ở bên này về á, là tụi mình sẽ plan một cái plan rất là dài, mấy tháng, có thể là nửa năm. Thì giống như chị Bella plan là chị về nửa năm đúng không? Bella về là giống như là Bella lúc mà Bella về là Bella đăng ký cho nhà của Bella là một năm. Tại Bella tưởng là Bella sẽ lên top cũng top 20. Không, được cho hoa hậu. Cũng được hoa hậu. At least top 20 hay là vô được tập 1, tập mấy tập đó cũng là được lại lâu hơn, vô bán kết. Là cũng mừng lắm rồi, là Bella cũng qua Việt Nam cũng là giống như là ký giấy cho nhà ở Bella thuê cho một năm lận. Tại vì ký giấy thuê cho giống như là mấy tháng hay từng tháng hay là 6 tháng là không có. Là nó khó hơn hay là nó rất ở là mắc hơn đó mọi người. Nó mắc hơn đó, với lại Bella thích là phải ở đó cho nó trung tâm. Tại Bella lắm, giống như là lâu lắm rồi mà không có về lại Việt Nam, không có biết chỗ nào. Là Bình Home là trung tâm nhất là ở Sài Gòn. Lúc nào đi chỗ nào cũng là trong 10 phút, 15 phút, là chỗ nào cũng gần nhất. Là bởi vậy nên Bella mới lựa chọn là ở Bình Home, với là cái trainer của Bella cũng là ở gần Vinhome Home, nên cái đó đi qua đi lại cũng rất là dễ. Trường quay cũng gần Vinhome nữa, là cái Vinhome Home là trung tâm, cũng hơi đắt một chút xí, nhưng mà Bella cũng như là cắn răng để chịu. Chính như là mình đi thôi, hoa hậu thêm một lần để về Việt Nam, tại lâu lắm Bella không về Việt Nam, cũng về đó để đi thi, nên cũng ráng mà chịu để về Việt Nam, để chi số tiền rất là lớn để về Việt Nam để thi, không phải là giống như là tiền, giống như là phải tiền đặt cọc, tiền nhà, tiền ăn, rồi lúc đó Bella vô đó là không có giống như là chén đĩa gì, là Bella phải mua hết đồ nội thất á, là phải mua hết. Rồi phải về Việt Nam là phải giống như là áo đồ, giống như là các bạn thấy anh chụp hình giống như hình của Bella, hay là phải chụp đó, chụp ở Việt Nam, rồi nhưng mỗi lần thuê áo dạ hội cho beauty queen á, là cái đó cũng là 10 triệu, mấy triệu, 20 mấy triệu luôn á. Cái áo thứ nhì mà Bella mà chưa không được mặc ở trong cái bộ màu tím. Bộ màu tím
cái bộ màu tím đó là cái bộ em đó vẫn có bạn chụp hình rồi đó, em có bạn chụp hình bộ đó đó. Yeah. Chưa mặc một lần okay. Là thuê cái bạc tiên, đó Tiên sẽ để cái bộ hình cái bộ đầm đó ở đâu trong cái khung hình này mọi người sẽ thấy bộ đầm đó. Thì Tiên với chị Bella là đã xém bận cùng một cái màu đó với nhau. Bella rất là thích cái bộ đó, tại Bella coi ở trong Miss giống như là Miss Universe. Miss Universe. Dạ, là Bella cắm cái bộ đó lúc nào Bella chừng nào đi thử họ sẽ bắt đầu đó là Bella đưa cái hình đó cho cái em stylist của Bella. Là Bella có stylist để bu để lấy cái đồ đó, là cái áo đó cũng là 20 triệu á, để Bella phải trả cái đó để đi thi hoa hậu, để giống như là nếu mình được vô chọn team á là Bella sẽ mặc cái đồ đó. Còn cái áo đầu tiên của Bella mua là cũng 25 triệu, là Bella mua ở Mỹ, cái màu xanh chị Bella, màu xanh của Bella con bướm là Bella mua ở Mỹ, là của Sherry Hill, là của Mỹ, là giống như là các bạn thấy của huấn luyện viên master coach là Hoàng Thùy cũng mặc một cái áo giống vậy, màu tím, cái đầm màu tím là cái giống là cái copy của Sherry Hill, là Bella cái mặc cái áo màu xanh đó là màu chính. Bella cũng muốn là màu tím nhưng mà là nó hết hạn phải lấy màu xanh, là nó cũng là một cái kiểu y chang vậy luôn mà nó màu tím đánh. Màu tím Về Việt Nam là phải chi phí nhiều lắm, Bella ở đó Việt Nam cũng 4 tháng luôn, giống như là tùy là Bella chỉ bị loại tập đầu tiên là lúc đó tháng 12 đúng rồi, cũng cần đầu tháng 12 á, ngày 11 tháng 12 còn nhớ ngày 9 tháng 12 là sinh nhật của Bella, cái 11 bị loại dễ sợ luôn, trời ơi. Chúng là lúc đó Bella ở đó là lần đầu tiên Bella không có ở gần chồng, lần đầu tiên là Bella với là chồng là không có ở gần nhau mấy năm mới xa là 6 năm, cưới nhau 6 năm rồi, cái đó là lần đầu tiên Bella xa chồng, cái rồi bị loại cái ở Việt Nam luôn. Cái tất qua cái ở Việt Nam nói chồng là ở Việt Nam cho mấy tháng là trước đó Bella chưa được giống như là đi Tết ở Việt Nam là lâu lắm rồi, từ 6 tuổi Bella chưa bây giờ được giống như là đi Tết ở Việt Nam lại, bây giờ mới được đi Tết lại nên mới ở lại Việt Nam lâu hơn chút nữa là 4 tháng lận. Từ 4 tháng là phải trả hết chi phí đó. Với là bên này Bella cũng có nhà bên Mỹ nữa, là phải trả tiền nhà bên Mỹ nữa, là không phải là giống như là trả một bên thôi mà phải trả hai bên. Luôn. Giống như là mình phải trả cho hai cái cuộc sống của bên từ bên Việt bên. Nam của bên Mỹ luôn. Đó cho nên mọi người thấy là với lại 10 chuyên giới là phải có thuốc men gì tùm lum nữa, là 6 tháng trước là Bella phải gọi bác sĩ của Bella để lấy thuốc, giống như là đặt thuốc là 3 tháng. Cho 3 tháng rồi phải qua nhiều hành trình nó mới lấy được thuốc đó, rồi phải đem về Việt Nam nữa. Là tại rất có nhiều. Giống tại vì chị Bella là chị xài thuốc ở với bác sĩ ở đây từ xưa giờ rồi, cho nên chị phải theo cái liệu trình của bác sĩ bên này luôn. Đó cho nên hết thuốc là cứ phải khám bác sĩ rồi mới lấy thuốc, chứ không phải là như lấy thuốc thằng tháng. Còn cái này là ở Việt Nam là phải lấy không biết ở Việt Nam bao lâu, là Bella bị max là nhiều nhất là chị lấy được có 3 tháng, là 3 tháng bên này là phải qua bên giống như là insurance, là bảo hiểm của bên Mỹ, là phải hỏi bảo hiểm là muốn trả bao nhiêu rồi mới được lấy thuốc, là không có phải dễ, là phải giống như là hành trình trước khi tính toán phải qua bên Việt Nam là cũng phải là 6 tháng trước. Với lại nguyên cái hành trình đó là Bella về Việt Nam là cũng phải 2 năm. Là trước 1 năm đó là Bella đã có nguyên cái wardrobe để về Việt Nam mặc cái gì rồi. Mà bên qua Việt Nam mặc 20%. Thế là đã, ai từ đây về cũng plan hết rồi, nhưng mà bị ra chuồng gà hết. Ra chuồng gà sớm, tức quá trời luôn. Trời ơi, khóc 1 tuần, 2 tuần. Không, tận nghiệp Bella nha, lúc mà không được kêu tên vô nữa, xong cái chị khóc. Chị không biết cái kiểu tự nhiên là Bella bị chị em bị ao nè. Kira ao nè. Kira ao. Anh Bùi bị ao. Có Tiên với là chị Kim kêu được vô, trời tự nhiên lúc đó mình cảm thấy mình có lỗi dễ sợ luôn. Kiểu là mình muốn tất cả những chị em top 5 lúc đó đi vô hết luôn, bốn chị em hay lúc nào cũng đi casting, đi chung hết, rồi đi chung casting của Đỗ Long, đi chung của Khánh Vân, rồi đi ăn đi mua quần quá chung với nhau Việt Nam. Tất nhất á là trước ban giám khảo bắt đi mua quần phải mua cái quần đùi trắng, quần đùi trắng, quần đen, quần jean, quần dài trắng, quần jean, váy trắng với đen. Thì đó, giống như là mỗi loại nó sẽ là 3 màu vậy, quần dài, quần ngắn, ở chân váy đó, phải mua đủ hết tất cả các màu. Màu trắng, màu đen, màu jean.
Rồi lúc đó mấy đứa không có biết chỗ nào đã ở việc Sài Gòn đi mua hết đi vô đi ra Nguyễn Trãi quận 5. Uh-huh. Đó ba đứa chạy từ Bình Thạnh đi tìm từ Bình Thạnh đi ra Nguyễn Trãi quận 5 đi kiếm quần mà kiếm 2 ngày không có. Kiếm với lại quần Việt Nam nó bị ngắn nữa. Nó bị ngắn chứ nó nhỏ hơn với lại nhỏ. Cái đai quần cái lưng quần nó bị ngắn. Lưng quần nó thì vừa mà cái mông nó chật. Còn không thì là cái mông thì rộng mà cái lưng quần thì nó bị xệ xuống như này. Cái quần nó ngắn nữa bởi tại nó dài. À, nói chung là rất là nhiều kỷ niệm với chị Viola từ bao lâu mình không gặp nhau rồi, từ ở Việt Nam đúng không? Dạ, từ khi mà từ MIQ xong MIQ thi xong từ MIQ thi xong là không có gặp nhau luôn, tại MIQ xong là 3 tuần sau là tiên về Mỹ rồi. Dạ. Rồi chị Viola ở lại tới tháng 2. Tại đáng lẽ là tiên sẽ ở lại tới 15 tháng 1 lận. Thì tiên cũng nghĩ như chị Viola vậy đó, tiên cũng nghĩ là mình sẽ được inbox sau nhưng mà không ngờ cũng sụm nụ sớm cho nên thôi đổi vé về. Chứ không là cũng ở lại. Tôi cũng nghĩ là giống như là 5 đứa từ Mỹ về là cũng phải cái 4 đứa là được vô rồi. Mỗi đứa vô đội. Dạ. Cái đó muốn vô đội, trời ơi, cái đó quá trời luôn á. Mỗi đứa vô đội là chiến quá trời luôn á. Dạ mà, không biết ban giám khảo thì sao. Bây giờ đã đến phần gần cuối rồi là tập 4 rồi, chuẩn bị bán kết rồi. Hôm trước Bella ở Việt Nam Bella có được đi coi bán kết. Uh-huh. Là Bella đã biết ai vô ai ra. Thì đó, bây giờ Bella đã biết kết quả của bán kết rồi. Tiên mà Bella muốn nói trước là bán kết hả? Bella coi là mấy thí sinh năm này giống như là thi tài năng rất là giỏi. Với năm trước rất giỏi luôn. Vậy là có đầu tư về phần thi tài năng. Đầu tư rất nhiều. Lúc Bella ngồi coi cũng là wow. Ủa, ví dụ mà lúc mình thi tài năng chị thi gì? Ví dụ mà chị được vô cái mục thi tài năng hay là Bella sẽ nhảy, tại Bella không có hát được, tại hồi nhỏ Bella đã có giống như là phẫu thuật hậu quản là có hai cái đường ở đây là tại ủa, nó cắt bự vậy luôn hả? Dạ, tại hồi nhỏ Bella bị giống bị bướu cổ từ nhỏ giống như là cancer cổ từ nhỏ, Bella bị giống như là bị phẫu thuật 4 lần luôn, là lúc 5 tuổi, 9 tuổi, 11, 10, lúc mà học lớp 11 đến lớp 12 cũng bị 2 năm liên tiếp luôn. Lớp 12 là bị cắt bự dậy để lấy nó nguyên cái khối nó ra luôn. Wow. Là lúc đó là Bella bị câm trong mấy năm. Ủa? Trong một năm không nói chuyện được. Không nói chuyện được. Không phát ra tiếng động luôn. Không phát ra tiếng động được. Trời ơi. Đây là không nhờ cái vlog này và nhờ ngày hôm nay gặp chị Bella cho nên là tụi mình mới biết được vài thêm những cái thứ mà nhiều người hỏi là sao cái tiếng giọng của Bella nó bị trầm. Tại Bella mấy năm nay mới tập luyện, giống như là từ khi vô hormone á, là cái giọng của Bella nó bắt đầu nó nhẹ lại một chút, là nó dễ nói hơn một chút. Chứ từ trước hay là trầm hơn nữa là Bella không có hát được. Tiếng của Bella nó không có hát được nữa. Là nói nó cũng hơi yếu đúng không? Nó cũng hơi yếu, tại cái quản của Bella nó bị lệch bên này rồi. Mỗi lần nói hôm trước Bella muốn đi sửa nhưng mà nó bị lệch bên này nên không có bị sửa được một cái kênh của bên đó, không có sửa cái giọng được, không có giữ giọng được. Tại vì mọi người biết đó, khi mà làm cái tài tiên cũng đã từng đi, tại em cũng từng đi qua Thái, cũng là vô thuốc, vô thử máu này kia chuẩn bị đẩy vô sửa rồi, nhưng mà tiên hỏi là có for sure 100% nó đổi không, nhưng mà bác sĩ kêu là không, háp thôi, 50-50. Tại vì nó phải phụ thuộc vô là sau này mình dưỡng rồi mình cái trong cái quá trình mình dưỡng rồi phải sao nữa, chứ không có là 100% là nó sẽ thay đổi cái giọng mình thành nữ 100% được. No, cái đó no way. Chỉ có là mình tập giống như chị Giang á, chị Giang chỉ là giọng bắc thì nó sẽ rất là nhẹ hơn giọng nam, mà chị Giang nói giọng gió chút xíu nữa là nó sẽ ra giọng nữ liền. Hơn Giang game on đó, giống như giờ giọng em cũng không biết giờ giọng em nó có đỡ không ta chứ. Nhưng Bella giống như là không có muốn giống như là giọng của mình hôm trước là giống vậy rồi, không muốn giống như là giả giọng con gái nữa, mà nó không có giống như nó là không tự thoải nhiên, mái nó không có tự nhiên giống như là đi đâu cũng phải giả giọng con gái, nhưng như chồng mình cũng nó vậy thì nó vậy luôn. Với lại giờ hai đứa có chồng hết rồi giờ đâu có cần phải đúng không baby? Dạ. Với đúng lại không? Trước khi đi về Việt Nam thì là Bella cũng có chạy phẫu cho cái trái cổ. Một tháng trước khi về Việt Nam. Đau không? Không. Nó tê hả? Nó sẽ cắt ở đâu của chị? Cái của chị nó không có cắt, là cái của chị hay là cái mới nhất. Bởi Bella muốn nói đó, cái đó là, tại Bella cũng sẽ làm một cái blog về cái đó. Cái đó là cái cắt hậu quản. Nhiều cái giống như là
cái cách mà họ làm cũ á là phải là cắt một cái đường ngay chỗ này. Nhưng mà cái của Bella, bác sĩ của Bella mới nhất á, là năm nay Bella chỉ là một trong 100 người đầu tiên được làm cái này, là họ cắt từ trong cổ miệng của mình là ở trong này dưới cái này trong miệng á, dưới cái cằm, dưới cái cằm nha, để vô đó để lấy cái đó ra chứ không có là sẽ không có cái thẹo ngay đây nữa. Không, ở dưới này nè, ở dưới cái răng đúng không? Ở dưới cái răng đúng không? Chẳng như là dưới ở cái dưới này. Cái răng của anh á. Dưới cái răng. Dưới cái răng ngay cái chữ nghe cái môi với cái răng á. Nghe đây. Ở dưới này nè. Dưới này đó. Dưới cái răng với lại cái môi. Anh dạch cái môi ra. Đó ngay đó đó, nó cắt ngay đó, nó luồn cái cây vô. Dạ, là nguyên cái khuôn này của Bella là nó giống như là phải chích filler nó có bị hư không? Thí dụ mà làm vậy mình chích filler vô nó có bị hư không ta? Không, tại nó ở trong cái đó nữa là nó xuống dưới này cái rồi nó thông ra, với cái nó thông dưới cổ là cái lúc đó là lúc mà Bella vô cái YouTube là các bạn sẽ thấy là cổ của Bella lúc mà tháng đầu nó bị sưng chỗ này rất là nhiều. Là cái này là làm một tháng trước khi về Việt Nam là cũng rất là sợ là lên là nó còn sưng, nhưng mà lúc đó chị có nói em, lúc đó mình nói chuyện chị có nói em chị mới làm đúng không? Dạ. Với lại lúc đó Bella cảm thấy là lúc mà về Việt Nam là giọng của Bella nó bị trầm hơn tại cái chỗ đó nó còn sưng. Tại nó đẩy cái hậu quản của mình vô tại cái chỗ đó nó còn sân á, nó đẩy vô là nó bị. Nhưng mà ăn uống nó có bị khó khăn không? Không, bình thường. Nó chỉ là cái giọng nói thì nó không đau luôn. Không. Tại cái đó cắt xương mà không, cắt xương nó không có đau. Ồ, cái đó là xương. Như xương sụn. À, xương sụn, nó là sụn. Ồ, đúng rồi, nó là sụn. Dạ. Ồ, vậy hả? Nhà bởi vậy nên cái sao tập đầu tiên của Bella đi giống như là casting rồi dược sĩ Tiến hỏi say no tại sao giọng của Bella bị trầm. Bella cũng nói vậy thôi, dược sĩ Tiến cũng say no luôn. Bella cũng định nói rất nhiều là dược sĩ Tiến không có nên giống như là họ chỉ một cái đó mà giống như là giọng nói của người chuyển giới là người nào cũng không phải là giống như là giọng của Hương Giang được, không có người nào cũng phải là giọng cũng giống như là giọng con trai được. Tùy vô hormone hay là người nào giọng này người nào kia giọng kia, giống như tùy người nào ở cái nước nào tỉnh nào hay là giọng nó khác nhau một chút xí, giọng của người chuyển giới hay là nó cũng hơi khác biệt một chút, là nó không có phải giống như 100% là giọng nữ giống như là. Nhưng mà chúng em đi bác sĩ mà chúng em muốn chỉnh lại giọng nữ nó cũng không khó. Ra giọng nữ nó cũng rất là khó. Nó chỉ là hên xui thôi, với lại do mình tập nữa, mình tập mình nói sao cho nó nhẹ nhàng nhất thì nó sẽ ra giọng nữ. Chứ bây giờ mà giống như trời tự nhiên kêu người chuyển giới nữ mà phải nói giọng bèo thì cái đó phần trăm cũng có nhưng mà ít, không phải là 100% ai cũng như được như vậy. Trừ khi những bạn nào những bạn nào mà từ nhỏ rồi đó, từ nhỏ giống đang nhỏ xíu giống đang tiên, giống như là chị Chân Đài từ nhỏ đó, thì cái giọng từ lúc mà vô hormone thì là cái lúc mà người ta đang phát triển cơ thể á, thì cái hormone nó ra thì nó nở luôn. Là không có qua cái giống như là hormone nam, là giống như cái khoa không giống như là period, không phải period. không có cái hormone thôi, nó cái chuyện hormone thôi, giống như là mình đang nhưng mà không có qua dạy thề, tuổi dậy thì đúng rồi, không có được qua dạy thề của nam mà lúc mình nữ hoài luôn á thì được. Bella chuyện giới lúc mà Bella 27 tuổi, em 20 Bella 27 tuổi mới là bắt đầu hormone. Tại vì là mấy năm em làm được 6 năm 7 năm rồi cũng dạ. Ờ, bây xem hả? Dạ, ờ. Còn 6 năm. Ủa sao mình nhiều cái giống nhau vậy? Hoa hậu giống nhau. Ờ. Hoa hậu chuồng gà. Gà chuồng gà. Để có gì em về em ghép mấy con gà vô. Ok, thì nãy giờ chị muốn tâm sự với mọi người một chút xíu. Tại vì hai chị em lâu ngày rồi không có gặp nhau. Thì sau cái kết quả của tập MIQ tập 4 vừa rồi á, thì Tiên không hiểu cái chiến thuật của chị Châu là anh, tiếng chiến thuật chị Châu Hải á, là đưa Hà Anh với Tây Hà vô, xong cái Thủy Tiên loại Hà Anh luôn. Trời. Là loại thí sinh mạnh nhất. Mà trong đó là chị Tiên á, đã kêu là đổi Trần Quân vô, nhưng mà chị Châu cũng không đổi vô luôn, là bị loại mất Hà Anh luôn, giờ chị Châu còn hai người. Ảo ma Canada quá vậy. Mà Kha chị khi bèo kheo là Kha Nội Khôi á, là Trần Khân Quần Khưng á, được hước vô khô tập hợp tàm kha hiểu không? Mọi người hiểu không ạ? Ok, Tiên chỉ nói tiếng Lóng thôi. Thì nếu như mà bạn nào trong cộng đồng mà bạn nào hiểu tiếng Lóng á thì có thể hiểu được cái chữ hồi nãy Tiên nói là cái gì nha. Thì ok. Mọi người cũng đâu phải biết nha. Thì ai biết biết không biết thì thôi. Thì đó, thì kết quả tập lần này thì rất là uổng cho Hà Anh. Xin Sa Phạm thì cũng rất là cố gắng, nhưng mà Tiên nghĩ là nhất quá tam, tại vì Xin Sa bị vô vòng loại 2-3 lần rồi, cho nên
nó cũng sẽ cái chuyện mà bị loại chắc chắn nó sẽ xảy ra thôi, thì cũng rất là chia buồn với Xin Sa Phạm và chia buồn với Hà Anh. Thì rất mong là những bạn còn lại trong Miss International Queen sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và sẽ tỏa sáng trong vòng bán kết và chung kết, và hãy cố gắng chạm tới Vương Miện Hoa Hậu, tại vì cái đó là ước mơ của tất cả tụi mình. Bây giờ muốn bung lửa gì hay là giờ bung luôn chứ không phải chờ là tập cuối rồi bung nữa. Bây giờ tập 5 rồi, hết tập 4 chung khiết tập 5 rồi. Nói bà. Chung khiết anh à. Chung khiết anh tự nhiên giấu nghề chi giờ bung luôn. Chung khiết anh ở ngoài mà đi casting model chị nhớ là cháy lắm phải không? Máu lắm nha. Nhưng mà không biết sao tự nhiên lên show này chắc nhá, chung khiết anh ở ngoài hay là lúc tự tin luôn. Tự tin giống như là nói cái gì cũng tự tin, đi catwalk cũng tự tin. Rồi cái gì cũng cái thần thái đẹp lắm, thần thái tự tin lắm, mà không biết tại sao lên đây thì bị hơi rụt rè chút. Ở ngoài Baladi chơi với Chung Khiết Anh lúc ở Việt Nam quậy quá trời luôn. Trời ơi, mốt Baladi vô YouTube là coi với tay của Baladi nè, trời ơi hai đứa quậy quá trời. Có quay là không? Chị có quay cái lúc Việt Nam đó. Là không? Lát chắc rồi. Trời ơi, trước đi quậy với Chung Khiết Anh, hôm trước là đi nhậu với Chung Khiết Anh, Trần Quân, Quincy, Quincy Lê, Miễn Trần, Bô Lô Nguyễn, Quang Mập, Quang Mập, Huy Hoàng, xin lỗi, tại chị á, Huy Hoàng, trời ơi đứa nào nó cũng quậy quá trời luôn. Ok, rồi sau tập 4 chị có muốn có một cái reaction, cái nhận xét nào về mấy bạn không, rồi gọi là chúc tới mấy bạn không? Ở ngoài đời Bella đã tương tác với các bạn rất nhiều, là Bella biết là các bạn rất là giống như là chịu khó để cho làm show này, thì Bella biết là lịch trình của Thi Hoa Hậu là rất giống như là rất là ngắn. Các bạn thấy hay là giống như là coi cái này hay là mỗi tuần một tập, nhưng mà cái mỗi tập này hay là đã quay giống như là 4-5 ngày liên tiếp, là tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5 hay là tập là 5 ngày liên tiếp luôn á, là mấy bạn này không được ngủ. Với lại với lại quay chích, lịch trình quay hay là cũng 20 tiếng luôn á, là ai cũng làm giống bây giờ là lại từ là luôn đi về tại make up là chắc dập mắt được 1-2 tiếng là lên quay tiếp á, là biết là mấy bạn này là bây giờ là đừ là mệt lắm rồi, ban giám khảo cũng là chúng là mệt lắm rồi á. Cũng tập 4, tập 5 rồi thì rất mong là mọi người sẽ có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bán kết và cho họ bán kết rồi đúng không? Bán kết rồi thì cũng được mà 1 tháng rưỡi cho bán kết. Thì mong là mọi người sẽ chuẩn bị training, tập luyện cho đêm chung kết để tất cả các bạn sẽ được tỏa sáng theo cách riêng của các bạn. Là rất muốn mà lại được vô chung kết để như là em cũng muốn chung kết vậy. Trời ơi, cho hai đứa này vô chung kết. Nói đi. Không khỏi phải ra mà cho đây tập 3. Who is Miss International Queen 2023? Bella Starr! Đó, con chị sáng thì con em sáng thôi. Bella thì hoa, tiên chương là á cũng được vậy. Tiên chương thì năm sau đi thi Miss International Queen Thái Lan. Quốc tế, Miss International Queen, mà năm sau nếu mà làm là cuối năm này mà làm thăm một lần nữa đi thi nữa gì sao nhưng sao chị nói gì một nếu mà làm mỗi năm á hả, nếu mà giống như cái mỗi giống như em ấy kêu quá hả, cha là mỗi làm 2 năm là năm đầu hay là Tung Hoa Hậu đi thi, cái là năm sau là Á Hồng Một đi thi nếu mà làm mỗi năm hay là tung mỗi năm là Tung Hoa Hậu đi thi không, tại vì bây giờ bắt đầu format năm sau á, ba năm nay nè Tung Hoa Hậu Á Hồng Một đi thi Miss International Queen đúng không, còn Á Hồng Hai là thi Miss Trend Star cũng ở Thái Lan luôn. Nhưng mà ra tiên biết cái thông tin đó, chắc tiên nghĩ là mọi người cũng đã đọc được thông tin đó rồi, thì nói chung là top 3 sẽ được thi quốc tế hết. Không biết tháng 6 các bạn có thể thấy Bella USA me ở Thái Lan. Bella Reason for United States of America. Tại nhiều bạn không biết là Hương Giang với là chương trình biết không, là Bella trước khi về Việt Nam cũng là lấy quốc tịch lại của Việt Nam. Tại trước giờ là Bella cũng là quốc tịch Mỹ, là bây giờ là Bella song ngữ, song tịch. Giống như là Kim là song tịch. Em cũng song tịch nè. Cái đó hay là giống như là trước khi về Việt Nam hay là Thi Hoa Hậu là mấy người Mỹ là mà chị em Mỹ là phải đi lấy quốc tịch Việt Nam nữa, cái đó là một cái giai đoạn nữa là phải đó là phải nữa. Trong hồ sơ giấy tờ để người ta lo để người ta về đi thi đúng không người phải giấy hồ sơ phải lấy quốc tịch nữa, với tịch của Việt Nam nữa là phải là xong tịch mới được thi
giống như mọi người, giống như là gì lúc mà tụi Tiên nói chuyện với trong ban tổ chức chương trình á, thì mọi thì tụi Tiên hỏi là nếu mà tụi em quốc tịch Mỹ thì sao, thì mọi người nói là không, nếu như mà được xong tịch á thì càng tốt, tại vì phải là người mang quốc tịch Việt Nam, cho nên là đó tụi Tiên phải đi để chạy giấy tờ luôn, chạy lo giấy tờ để làm cho mình thành xong tịch để về Việt Nam thi đó, cho nên là rất mong các bạn là làm quốc tịch đó, hả, là đâu phải là dễ đâu, không phải lấy giấy tờ từ 300 năm trước vậy đó. Trời ơi, lục giấy tờ, lục giấy tờ ra, ba mẹ gì đó phải lục giấy tờ ra để mà làm từ ba đời mẹ mình luôn á, từ ba đời mẹ luôn á, bà cố gì luôn để làm xong tịch á. Trời ơi đó, thì rất mong mọi người sẽ hiểu cho những thí sinh từ Mỹ ở Mỹ về tham gia MAQ 2023 và tuy nhiên tụi mình không được vô sau được, nhưng mà các bạn sẽ thấy được giống như là những gì mà các thí sinh từ Mỹ phải làm để quay về Việt Nam lại đất nước của mình để làm để thi cho Việt Nam. Thì một câu hỏi của lúc mà Bella lên hả, là tại sao mà Bella hả là có phép gì để giống như là quay lại Việt Nam để đứng tên cho Việt Nam, là Bella cũng nói cái đó là câu hỏi của cô Blue Cat. Ấy là tại sao không present cho Mỹ mà present cho Việt Nam, mà có quyền gì phải về về Việt Nam để làm represent cho Việt Nam. Tại Bella qua Mỹ lúc 6 tuổi, Bella nói là dù chị Bella qua Mỹ lúc 6 tuổi hay là nhà của Việt Nam, nhà của Bella lúc nào cũng là nhà của Việt Nam, quốc tịch Bella lúc nào cũng quốc tịch Việt Nam. Trước khi Bella là qua Mỹ là Bella cũng là quốc tịch Việt Nam, mà trước khi về Việt Nam Bella cũng lấy lại quốc tịch riêng của mình là quốc tịch của Việt Nam. Trước giờ Bella tuy nhiên Bella ở Mỹ, nhưng mà Mỹ không bao giờ là nhà của mình. Lúc mà Bella về Việt Nam, Bella thấy Việt Nam là chính thức là nhà của mình, nên Bella muốn về Việt Nam để chinh phục cương miệng cho Việt Nam, chứ không phải là chinh phục cương miệng của Mỹ. Tại Mỹ không bao giờ là nhà của mình. Tại vì mình là ở Việt Nam. Dạ, vậy cũng Lucas cũng no. Em cũng sẽ say no Lucas, dược sĩ tiếng say no, dược sĩ tiếng say no, Lucas say no luôn. Dạ, dược sĩ tiếng say no, Lucas say no, cô Song Hà cũng say no luôn. Ok. Thôi đó là một chút chia sẻ và một chút những cái reaction của Tiên Trương và chị Bell là no. Bell là no. Lẹo lửa. Bell là Snow và chị Bell là Snow đã reaction trong cái tập 4 của cuộc thi MIQ Việt Nam lần này. Thì vì cái tập này thì mọi người chỉ về vấn đề hùng biện và dự án cộng đồng, cho nên là bọn Tiên cũng ngồi nghe hơi nhiều và bọn Tiên không có reaction, tại vì mình phải chú tâm mình nghe. Thì nghe xong một hồi thì tới bây giờ nó còn quá nhiều thứ để nói, cho nên cũng không nhớ là phải nói cái gì thêm nữa không, vì nó quá nhiều rồi. Tại cái tập này là dự án cộng đồng, nếu mà Tiên được cho cái này là dự án cộng đồng của Tiên là cái gì? Dự án cộng đồng của em hả? Lúc đó em nghĩ là em sẽ tại trước khi đi thi Tiên cũng đi làm thiện nguyện rất nhiều, em cũng làm thiện nguyện. Thì dự án cộng đồng của Tiên á, không chỉ riêng về trong cộng đồng người chuyển giới không, mà còn về những hoàn cảnh neo đơn, giống như là trẻ em mồ côi nè, những người lớn tuổi và những người có bệnh sao ta, những người có giống như là bệnh khó khăn rồi không cuộc sống bị khó khăn á, thì Tiên cũng đã đi thiện nguyện ở rất nhiều mái ấm ở Việt Nam. Thì hiện tại Tiên là thành viên của Sam Roof Foundation, là một tổ chức thiện nguyện nhằm giúp đỡ những trẻ em mồ côi và người già neo đơn tại Việt Nam. Thì Tiên muốn đưa cái dự án đó vào chương trình MIQ Việt Nam lần này để lan tỏa thêm nhiều cái giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, và Tiên muốn kêu gọi tất cả mọi người hãy chung tay cùng Tiên để tạo cái dự án này nó lớn mạnh hơn. Đó, thì Tiên cũng đã có chuẩn bị cái dự án sẵn cho mình rồi, nhưng mà tiếc là không có được trình bày cho mọi người nghe. Thì thôi bây giờ mình trình bày ở đây. Trình bày ở đây. Thì sau này nếu mà Tiên được về Việt Nam thì Tiên vẫn sẽ làm tiếp tục những cái công việc thiện nguyện đó, chứ không phải là mình ngưng. Tại vì kết thúc cuộc thi nhưng mà cuộc hành trình cuộc đời của mình nó vẫn còn. Cái Tiên của mình vẫn còn đó. Queen still queen. Queen, queen still queen. Always queen. Always queen. Yeah. Còn cái đó là gì? Cái gì? Dự án cộng đồng. Bảo có nhớ cái gì không? Không có nhớ tiếng Việt. Qua Mỹ từ xa lúc 6 tuổi mai ba. Dự án cộng đồng của Bella hay là cũng giống như là, tại Bella lúc mà qua Mỹ là Bella có một cái opportunity với lại for education, giống như là một cơ hội với lại một để học thêm. Bella cũng muốn đem cái đó về lại Việt Nam, là
dự án cộng đồng của Bella sẽ gọi là Opportunity and Education. Ừ. Là Bella muốn mở một cái giống như là một cái như là Bella, ba mẹ của Bella có giống làm ở trong là beauty giống như là nói tiếng Anh đi, nói tiếng Anh. So my family is in, my background is in fashion, so we want to do an opportunity for like business. Mm. So we want to open kind of like a educational school, also a working school at the same time. So it's kind of like hair, makeup, nails, all of that are in one. So the top floor gonna be more education, the bottom floor gonna be more for real life, giống như là trường học nghề bên này, trường học không? Nghề giống như là trường học, một cái trường học nghề cho Việt Nam, giống như là cho cộng đồng của mình, tầng tầng trên đó là sẽ dạy học nghề, tầng dưới là sẽ giống như là làm nghề, ở dưới là giống như là cha dạy em chỉ đi, giống như là lên trên phòng trên học nghề cái xong rồi lấy bằng cái đó cái rồi vô phòng dưới, giống như bên này mấy cái trường mà dạy nail, dạy tóc, dạy facial rồi đó mọi người, thì nó cũng y chang như đó, mọi người vô mọi người học đóng tiền học, nhưng mà người ta sẽ cho mình thực hành trên người khách thật luôn, là mình vừa được kiếm tiền, mình vừa được học luôn. Thì đó, là cái đó không phải là giống như là phải làm ở đó, nhưng mà giống như là các bạn sẽ đi học ở đó xong rồi muốn đi đâu đi làm cũng được, là trong tay của mình sẽ có một cái nghề đó, mình tạo điều kiện cho các bạn là vừa được học hỏi thêm một cái nghề và được kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống nữa. Wow, cái đó cũng là một cái hay nha. Đó, nói chung là theo tụi Tiên, tại vì tụi Tiên ở ở bên này thì tụi Tiên cảm giác là bất cứ cái dự án cộng đồng nào nó cũng phải có một cái sự thiết thực và thực tế, chứ không có như mình vẽ vời nhiều quá rồi nó mình nghe nó hơi không thực tế thì nó lại không đúng. Không, giờ something mình cứ, more realistic. Mình cứ đánh mạnh vô bây giờ cộng đồng cần cái gì, nghề nghiệp, kinh phí, để trang trải cuộc sống, đúng không? Đó thì mình cứ đánh mạnh vô những cái đó, thì giờ cuộc sống nó chỉ có bao nhiêu đó thứ thôi. Mình cứ làm những cái đó tốt cho cộng đồng là được, tại vì mình có đầy đủ hơn những người biết bao nhiêu người mà chỉ người ta đang thiếu. Và trước khi cộng đồng mình giống như là Bella không có mở tiệm ở giống như cộng đồng ở Việt Nam được bây giờ, nhưng mà trên của Bella cũng có một cái homestay nên Bella cũng nói với lại anh của Bella là mở một cái kitchen cộng đồng, giống như là thuyện nguyện một ngày trong một tháng đó, giống như là ngày năm âm lịch. Là sẽ cho thuyện nguyện là bếp ăn cộng đồng, là mở nguyên ngày cho các ai muốn như là vô ăn, ai cần, đúng ai không? Cần cho những người là cần. Dạ, chúng ta là sống từ Đà Lạt, là người Đà Lạt rất là nghèo, người Đà Lạt đúng giống như là nông rồi nông thôn rất là nghèo, là cho nên cũng là cũng hơi có chút xí gì đó để giống như là cho lại cho cộng đồng của mình ở thành phố Đà Lạt. Thì nếu mà sau này cũng 2 năm nữa là cũng muốn giống như về Việt Nam mở lại một cái dự án cộng đồng của mình, mà trước cho mình đã muốn mở một tiệm ở trên dạy học, ở dưới là làm nghề. Và sau 10 năm nữa là sẽ mở một cái khu giống như là bên Mỹ, mà có một cái là giống như là West Hollywood, là rất rất là muốn là mở một cái bar area, mấy cái mình đi vòng vòng dọc có mấy cái bar hai bên, một khu chơi cho người cộng đồng của mình, giống như bùi viện của mình đây đó, giống bùi viện nhưng mà gay, nhưng mà là cho cộng đồng LGBT đó, tại riêng cộng đồng thôi. Để tại kiểu là mình giống như mình ai mà tới đó là cái khu này là của cộng đồng, thì cũng như mấy bạn muốn đó thì thôi tới đó thôi. năm sáu năm nữa. Đó thì không phải là tụi Tiên dừng chân sớm tại em ở Việt Nam, mà tụi Tiên từ bỏ những cái ước mơ của mình, thì hiện tại Tiên và chị Bella vẫn đang thực hiện những cái dự án riêng của mình. Thì tụi Tiên sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mọi người, đúng không nào? Ok, thì tới đây đủ rồi ha. Ok, giống như là các bạn đã chút xíu nữa, Bella đã hỏi các mặt thượng quân bên này, giống như là sau hội trường, giống như là Bella không có phải là giống như là đi thi xong hay là xong ở ngoài này, giống như là bên Mỹ, lúc Bella về Bella cũng hỏi cho mấy mạng thường quân bên mình để cứu hộ cho giống như là cái đó là gì, dự án cộng đồng cho dự án cộng đồng của mình để có thể 5 năm sau sẽ có thực hiện nữa. Ok, thì đó là tất cả những gì tụi Tiên muốn chia sẻ, thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc tập 4 của em không, trong series của Tiên là tập 9 chứ. Hiện tại bây giờ chúng ta sẽ kết thúc tập 9 trong chuỗi series Road to Miss International Queen cùng Tiên Trương.
Và cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Và mọi người nhớ like, share và subscribe cho kênh của Tiên Trương và kênh của chị Bell. Bell là Snow nữa nha. Thì Tiên sẽ để cái hình kênh ở đâu đó đây để cho mọi người có thể tiện tìm kiếm nha. Ở đâu đây này, đây này. Đó, để cho mọi người có thể tiện tìm kiếm nha. Và một lần nữa rất cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Và ok, chị chào đi. Bye. So yeah, cái này là tập chính của Tiên, nhưng mà Bella sẽ quay tập 1 với lại Tiên nữa hả? Ok. Ok, see you guys. Tập 1. Nhớ like, subscribe, ring the bell button cho Tiên với lại Bella, Tiên Trương Official với lại Bella Snow ở YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, whatever. Ok. Thank you guys for watching this video and see you guys in my next video. Ủa, em nói đúng vậy ta? Yeah. Phải không? Nói đúng vậy? Ok. Bye bye! Bye. 嘛, tới đây Bella sẽ có một cái secret vài tháng nữa sẽ nói. Bella không được cương miệng của MIQ nhưng mà và đừng làm chấn động nha bà. Vụ gì đây? Vụ gì đây? Không, chuyện này Tiên cũng biết nha, Tiên cũng chưa biết là bí mật gì nha. Tiên cũng sẽ đang đợi cho mọi người coi là bí mật gì. Chưa ai biết hết. Biết đâu. Who knows? Who knows?